trước. Lên rồi đó. Hello em, hello mấy chị. Hello mọi người. Cảm ơn em, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Trời ơi. Có kêu nữa không? Bây giờ anh vô cái nó bị mắc mát anh. Quên mất tiêu rồi. Đâu, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Cảm ơn chị Phương Rosie nhiều, Tuyến Rosie nhiều nha. Cảm ơn em. Trời ơi, sống mà khen đồ tôi đẹp mà khen tóc tôi đẹp chi vậy trời. Khen đồ em đẹp chứ mấy bà chị ơi, đồ đẹp hơn tóc mới chứ ơi, đồ dễ thương lắm luôn nè. Sống ai khen đẹp đồ đẹp vợ. Trời ơi. Xuất sắc mấy bà chị ơi, rồi vô giùm em chứ mấy bà. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ livestream giùm em nha mọi người nha. Hôm nay thì hàng bơm chưa có về mấy chị ơi, là chắc vài chắc để em coi coi em lên hàng hàng tặng cho mấy chị nha. Em lên hàng tặng với bà gái ha. Hello mọi người, hello mấy chị. Với lại hôm nay nước hoa về rồi mấy chị ơi. Nước hoa về rồi giùm em nha mọi người nha. Được 50 chai mấy chị ơi. Được 50 chai nước hoa giùm em nha. Sớm giờ là cũng gần hết rồi đó bà gái ơi, chỉ còn có vài chai nữa thôi nha mọi người nha. Đó là ai chưa có thì tranh thủ mua giùm em luôn nha mọi người ơi. Nước hoa này là bao nhiêu tiền trời? 75.000 một chai giùm em nha. À, trời ơi chết rồi, có khi nào mấy chị vô mấy chị lộn, mấy chị tự không nhìn ra em không? Hello hello mọi người. Trời ơi, gần Tết rồi mấy chị ơi, nên là chỉnh chu một chút xíu mà để cho nhìn cho mình tươi tươi trẻ trẻ đằng chút. Trời xem nhìn ở ngoài em nhìn em cũng trẻ nữa mà xem lên live già dữ người ta. Hello hello hello, vô giùm em nha mấy bà ơi. Chấm bài mà chia sẻ livestream giúp em không mấy bà chị ha. Chấm bài mà chia sẻ livestream giùm em luôn mấy chị. Đây đây đây, nước hoa mấy bà, ai nhận được nước hoa rồi cho em vài dòng review về nước hoa của nhà em nha mọi người nha. Tao nói thiệt luôn mấy bà ơi, thơm nồng nàn, thơm quyến rũ mấy chị ơi, thơm mà tao nói thiệt luôn mấy bà ơi. Chỉ cần xịt một cái mấy bà mà giống như là hàm hương với bà nha, bướm là bay xung quanh liền với bà nha. Dễ sợ lắm, dễ sợ lắm mấy chị ơi, chai nước hoa nhà em mấy chị. Rất là gọi là thơm mà tao nói thơm xuất sắc luôn nha mấy chị, thơm là thơm xuất sắc giùm em luôn mấy bà ơi. Hello mấy chị, hello mọi người. Rồi vô chấm bài và chia sẻ livestream mà em luôn nha mọi người nha. Nước hoa còn Thanh. Thanh nước hoa tiếp nhỏ còn không? Còn nhiều không? Còn nhiều lắm hả? Sao kỳ vậy ta? Về có... Cảm ơn chị Tâm Tuyết nhiều. Trời ơi, nước hoa là bao thơm luôn. Mấy chị ơi, thơm lắm mà rẻ lắm. Có 75 ngàn chai mọi người ơi. Nước hoa nhà em là bao thơm với bà nha. Mà rẻ nữa, chỉ có 75 nghìn một chai giùm em thôi. Mấy chị ơi, rẻ lắm. Mà tao nói thơm mấy bà. Thơm xỉu giùm em luôn với bà gái nha. Hello mấy chị. Thơm mấy tiếng, thơm mấy tiếng cho em cũng không biết nữa chị, thiệt sự luôn á, là tại vì em không có chuyên nước hoa nha mọi người. Em không có chuyên nước hoa nha mấy chị nha, là tại vì hàng em thấy nó thơm quá với lại nó giữ mùi cũng tương đối lâu mấy chị ơi, nên là em lấy về em bán cho mọi người thôi, chứ thật sự là em không có chuyên nước hoa nha mọi người nha. Cái này là 30ml giùm em nha mọi người, một chai vậy là 30ml giúp em nha mọi người nha. Thơm cũng thơm lắm mấy chị, cũng thơm chắc cũng tầm được 5 tiếng á. Chứ không thơm được tầm được 5 tiếng á mọi người, nó mấy chị là đi tiệc tùng rồi này kia mình đi thời gian nhẹ nhẹ chị nha, mình xịt. Còn thôi mấy bạn, chai nó cũng nhỏ. Nó cũng nói chung là nó cũng mỏng nhẹ lắm mấy chị. Mình có thể bỏ vô trong túi xách của mình cầm mình đi rồi mình xịt cũng được luôn ha mấy bà trẻ ha. Rồi mấy chị ơi, hello mọi người nha, hello mấy chị đẹp của em. Dạ rồi. Em lên hàng. Ơi. Bắt đầu lên hàng Tết mấy chị ơi, chấm bài và chia sẻ livestream giùm em nha mọi người ơi. Rồi mấy chị, đầu livestream vô thì em lên chúng ta chế một số hàng em bán thân thương cho chị em mình ha. Để em lấy tương tác cho mọi người ơi, nên là chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị đẹp nha. Để mình lên mua hàng với giá cực kỳ rẻ giùm em luôn nha mọi người nha. Hello hello mọi người. Mấy chị ơi, ai đang xem live thì mình cho em xin một chấm nha mấy bà gái nha, để biết em biết là mấy bà chế đang coi xem livestream của em nha. Hello hello hello. Trời ơi. Nè mấy bà ơi, con áo của em mấy chị về nè. Trời ơi mấy chị ơi, tấm đẹp xuất sắc trời may luôn nha mọi người nha. Nè mấy bà, đó, áo phối, áo chấm bi giùm em nha mọi người nha. Tay nè mấy chị ơi, rất là đỉnh giùm em luôn nha mấy bà chị nha. Áo này mới thiệt sự luôn mấy chị ơi, em bán giá mấy chị xỉu liền giùm em luôn nha mọi người nha. Chỉ có 55 ngàn một áo giùm em thôi nha mọi người nha. 55 ngàn một áo em đang mang nha mấy chị nha. Màu rất là dễ thương nha mấy chị luôn. Màu là cực kỳ dễ thương giùm em nha. Đợi em tí xíu đem lên màu cho. Bây giờ em sẽ lên cho bà chị trước một cái mẫu gì đây mấy chị ơi, để em coi coi cái mẫu nào nè. Em coi mẫu này có số lượng nè mấy bà, em lên mà chứ giá cực kỳ bèo luôn. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi, chị để một tí xíu nha.
Để em coi coi mẫu nào ok ok la la là em lên cho mấy chị giá cực kỳ mèo nhèo luôn nè. Đâu đâu đâu, để em xíu mấy chị ơi. Để em coi cái nào mà nó dễ vô lên mấy bà chế dễ thấy được cái form của nó đây. Đây, em biết cái này cái cục gì đây. Ok. 58kg vừa giùm em nha chị Nguyễn Kiều. Áo nó mặc 58kg vừa chị đẹp ơi. Áo hơi bị ok la cho bà luôn á. À áo này có áo cục nơ sau lưng. Mấy màu chị hả? Áo này có 3 màu em yêu. Em mới chị, em lên cho bà chế một cái mẫu này trước giùm em nè. Cảm ơn bà gái nhiều. Đây mấy chị ơi, dễ thương lắm mà mọi người nha. Dễ thương cực kỳ giùm em luôn. Áo này em chú lên nha. Rồi mấy chị, lên cho em nhanh con mẫu áo mấy chị ơi, cột nơ đằng sau lưng giùm em nha mọi người nha. Rồi áo này mấy bà bán cho mấy chị giá đầu livestream giùm em nha mọi người nha. 35.000 giùm em mấy chị ơi nha. 35.000. Sơ mi phối còn không chế, sơ mi phối còn. Áo đang mang em. Rồi. Rồi đợi chút xíu để chị lên liền luôn cho. Bây giờ chị để chị bán cái áo này 35.000 cho bà chế trước cái đại nè. Mấy chị ơi chia sẻ livestream giùm em ha mọi người ha. Cái này hôm bữa em bán với mấy bà chế nha, giá là 60.000, 59.000 một áo giùm em nha mọi người nha. Nhưng mà hôm nay nha mọi người ơi, em còn mấy cái, em còn lại lọt lại được 1, 2. Nói chung là còn được 4 cái. Cái này là gọi điện cho mấy chị đẹp không có nghe máy nè. Không có nghe máy giùm em ha mọi người ha. Nên là em bán cho mấy chị giá là 35.000. Em lấy tương tác đầu livestream cho mọi người luôn ha. Lát hồi em sẽ lên hàng sale cho mấy chị nữa nha mọi người nha. Với lại hàng mới nữa, hôm nay rất là nhiều mẫu hot hit luôn. Nên mấy chị đừng đi đâu hết trơn hết trọi và nhớ là ở trong livestream này giùm em nha. Dạ đầm em có luôn nha chị Billy ơi. Dạ đây mấy chị ơi, áo 39.000. Cái này bên trong nó có mút ngực giùm em luôn ha mọi người. Bên trong có mút ngực luôn. Nó cột lơ, cột nơ đằng sau lưng như thế này giùm em nè mấy bà chị nè. Form là form cổ vuông nha. Rồi em có màu đỏ mấy chị. Đó, lên áo là đủ màu cho bà gái luôn ha. Màu vàng giùm em luôn nè, màu đỏ nè mấy chị nè, màu vàng nè, xinh lắm mấy chị ơi. Cột nơ sau lưng nữa nha mọi người nha, rất là đẹp giùm em luôn. Có 35.000 cái áo thôi mấy chị ơi ha. Rồi ok, chị John Banda nè, John Banda lấy áo 35.000 nè, có 35.000 cái bà ơi, rẻ lắm nha. Cái này là em bán đầu livestream lấy tương tác cho mấy chị em của mình thôi nha mọi người nha. Cái này là em bán, là em bán giá là giá lỗ nha mọi người nha, giá lỗ luôn, không có lời nha mấy chị. Chị Ngân Nguyễn một áo trắng em chúc chị Ngân Nguyễn nè. Rồi em còn một cái can với một cái đỏ thôi mấy chị nha. 35.000 cái đầu livestream giùm em thôi nha mọi người. Đây nè, đó mấy chị đừng có lo nha. Lát hồi nay em sẽ lên rất là nhiều hàng giá rẻ cho mọi người luôn. Để cho mấy chị đẹp săn hàng à, mình mua vừa mua hàng Tết mà mình còn vừa săn được hàng sale nó mấy chị ơi. Dạ rồi ok, tình yêu đã một tí xíu nha. Dạ đây mấy chị, em còn áo cam với áo đỏ là em hết nè. Áo này có 35.000 cái thôi mấy chị ơi. Em bán đầu livestream lấy tương tác cho mấy chị em của mình thôi nha mọi người nha, chứ không có lời nha mọi người. Đó chứ đừng có nói em bán cái áo này là 35.000 không biết lời khúc nào luôn mọi người ơi. Hàng bu zip này là hàng giá lúc nào cũng cao hết trơn mấy chị sĩ nha, em là 45.000 rồi nha. Chị Sa Huỳnh một áo đỏ em chốt chị Sa Huỳnh nè. Em còn áo cam mấy bà ơi, còn đúng cái một luôn, màu cam mặt trắng da chết người mấy chị. Màu cam là mặt trắng da xỉu lên xỉu xuống giùm em luôn nè. Cam 35.000 mấy chị, áp dụng chia sẻ livestream giùm em ha. Xinh lắm. Cái này mặc xong rồi mút ngọt giùm em ha. Rồi chị Kim Hoa luôn, em ok tình yêu luôn nè. Rồi bây giờ em lên áo em đang mang cho mấy chị đây. Trời ơi mấy thiệt sự mấy bà ơi, áo em đang mang là chỗ nó dễ thương, nó xinh đẹp mấy chị. Đây. Cái chất của nó giùm em nè mấy à. Nè hàng mấy chị. Coi giùm em đi. Trời ơi cái hàng vải lụa mấy chị ơi, vải gì? Vải ren lụa giùm em nha mọi người nha. Mút ngọt giùm em luôn mấy chị ơi. Cái form áo mấy chị không? Nhìn như hàng 200-300 ngàn một cái luôn mấy chị thấy không? Nhìn như hàng 200-300 ngàn một cái, nhưng mà ngày hôm nay mấy chị ơi bán cho mấy chị giá bao nhiêu mấy chị? 55.000 một áo giùm em thôi. 55.000 đằng sau lưng là bo chun thế này giùm em ha. Form này là cần 40-58 chứ mấy chị mặc đẹp, mặc mang dừa giùm em luôn. Và em chỉ có 3 màu thôi ha. Màu trắng, màu đen với lại màu nu em đang mặc thôi ha mọi người. Trắng, đen và nu giúp em luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu mình kèm giùm em số điện thoại và địa chỉ giúp em liền tay là mình có đơn nha. Chưa em yêu ơi, đây mấy chị ơi. Đây chốt áo kèm màu kèm số điện thoại giùm em liền mấy chị. Tay ren trắng luôn ha. Quá dễ thương giùm em luôn. Màu nu, màu trắng và màu đen mấy chị nha. 55.000 một áo mấy chị ơi, quá rẻ luôn mấy chị ơi. Trời ơi, nó thật sự luôn. Có 3 màu thôi mọi người ơi. Hồi nãy em tính lên màu đen mấy chị, mà biết sao không? Em lên line nó bị chói quá nên em không lên màu hoa màu đen được. Ngọc Quỳnh lấy 2 chai nước hoa chốt cho Ngọc Quỳnh luôn, nước hoa thơm lắm mấy chị. Nên là phải mua nha, nên là phải mua giúp em nha. Rồi ok nè, em chốt đơn mấy chị ơi. Có 3 màu giùm em thôi nha mọi người. Và nha, và giá của nó là 55.000. Không lấy trắng chị không có chốt được. Là em yêu ơi, lấy chị một cái trắng chị chốt nha bé yêu nha. Rồi nè, Tường Vi nè. Tường Vi nè. Ok nè. Hạnh Lê nè, nó là đẹp lắm mấy chị ơi, nhức nhói giùm em luôn mấy chị. Nu đen và trắng nha mọi người nha, có 3 màu rồi mấy chị ơi, rẻ mà đẹp nữa, có 55.000 áo thôi nha. Ai lấy màu nào thì mình cứ chốt màu, mình kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho mấy chị đẹp của mình ha. Rồi ok, thêm 2 cái nu luôn cho Tường Vi nữa nè, ok Miu nè. Áo hả? Áo sĩ, trời, áo sĩ 45, trời chết mẹ bán lộn giá luôn rồi.
Rồi áo sĩ 45 nha mấy bà ơi, lẻ bán lầu livestream 55.000 thôi. 55.000 cho mấy bà chị thôi nha, em bán lộn giá mấy chị ơi. Mà bán đại luôn nha mọi người nha, không có lời luôn. Rồi ok, rồi Manda lấy cái trắng luôn. Ok luôn, như da có con ri rồi nè, ok Miu nè. Rồi nu trắng hai màu chị Hồng An nè. Nu trắng hai màu cho Hồng An nè, ok em Miu nè. Rồi chốt màu giùm em liền mấy chị. Chốt màu kèm số điện thoại cho em luôn là có đơn. Ủa Hạnh Lê quăng chưa anh? Đâu đâu? Bao nhiêu rồi? Cái này cho Nhi Gia chút đi. Nhi Gia nè, Hạnh Lê nè, đó. Rồi em còn một nu em hết nha, em còn nu là em hết luôn. Em chỉ còn nu thôi là em hết nha. Thêm một cái nu nữa nè cho Hạnh Lê nè, ok nè. Rồi em còn ba cái nu mới chỉ có 55 ngàn cái mấy chị. Rẻ dữ lắm luôn mấy bà ơi, đây coi nè, dễ thương dễ sợ không? Đó, bút ngập cho em ha mọi người ha, quá xinh đẹp luôn mấy chị nè. Coi mặc lên cái dáng nè mọi người ơi, trời ơi thon gọn quá trời luôn nha. Rồi 55 ngàn mấy chị, chốt màu kèm xứng thoại giùm em là có đơn cho mấy chị đẹp của mình nha. Áo loan ai cũng đòi hết trơn, không biết sao mà đủ chia nó đi nào các mẹ ơi, thiệt sự luôn. Áo loan sĩ cao nha, áo loan sĩ cao giùm em luôn nha mấy chị. Rồi đây hai cái nu cuối cùng, ba cái nu cuối cùng đang mặc là em hết đơn luôn nha. Rồi ok nè, Tường Vi nè, rồi Phạm Kiều luôn, ok. Rồi hết mẫu rồi luôn giùm em mấy chị ơi, qua mẫu giùm em luôn nha. Dạ áo loan có nè, áo cái gì cũng về hàng đầy đủ hết cho mấy chị đẹp của mình rồi nha. Nên là đừng đâu hết trơn hết trọi và nhớ là ở trong cái livestream này giúp em ha mọi người ơi. Hàng hôm nay đẹp lắm mấy chị. Hàng hôm nay nó là cực phẩm không rồi mấy bà. Hàng hôm nay nó rồi. Phải nói là cực phẩm của em trong ngày hôm nay nha. Và đừng đâu hết trơn hết trọi này là chuyên chân hàng mấy chị đẹp mình luôn á. Trời ơi đây mấy chị. Trời ơi cái áo mấy chị ơi. Cái áo này mà ai không mua là tức chết nè. Ai không mua cái này là tức chết nha mấy bà nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, sang dễ sợ cho em luôn. Trời ơi trời. Áo Chanel 7 màu. Trời ơi, cái họa tiết 7 màu Chanel giống như là sơn nha mọi người nha, mà nó còn in họa tiết cho em. Cái chất này giùm em nha mọi người, Bô zip loại 1. Áo rồi lát hồi nó chị kiểm tra cho Lemơ, lát chị kiểm tra cho nha. Chất cực kỳ co giãn giùm em luôn ha mấy chị ha. Form này là bô zip loại 1 giùm em, giả đầm đẩm tí xíu em like cái áo này xong lên đầm cho mấy chị cho, tại vì em like lộn xộn một chút xíu nha. À, chị ơi không có đủ hàng áo ri loan đâu nha chị đẹp nha, không có đủ giùm em luôn nha. Rồi mẫu này cho em mấy chị ơi, bao nhiêu tiền với bà chị ơi? 55.000 một áo giùm em nha mọi người nha. Hello chế đây. Màu giùm em mấy chị, đỏ, đen, nu, vàng và trắng giùm em, áo Chanel nha. Rồi ok cho Lemơ một ri. Áo này xỉ giùm em mấy chị ơi, 38.000 lẻ mẫu này cho em 55.000 cái mấy chị. Có 55.000 cái áo thôi, nhưng mà hàng bua zip loại 1 giùm em nha, chất rất là co giãn cho mấy đẹp của mình luôn nha. Rồi ok tình yêu đợi chút xíu chị lên liền cho bé ơi. Đây nè mấy chị ơi, ba màu ok đủ luôn nè cho Hạnh Lê nè. Chốt màu kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi, có 55.000 cái áo mà mấy bà ơi, quá rẻ luôn nè. Coi cái chất giùm em đi mấy chị ơi, coi cái chất giùm em đi cả nhà ơi, nó quá là co giãn cho mấy chị em của mình luôn ha. Đây mấy chị, form là form dáng dài giùm em luôn nha mấy bà nha, bao nhiêu cơ mình cũng mặc vừa hết trơn mấy chị ơi, bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết giùm em luôn nha. Đây cái chất của nó đây mấy chị ơi, màu trắng nè, màu vàng. Dạ cái là hàng bua zip loại 1 giùm em nha mọi người nha. Cái form là form dáng dài giùm em gái nha mọi người. Ok chị Tuyết Mai một cái trắng em chốt nè. Dạ rồi màu vàng nè mấy chị ơi, quá đẹp giùm em chưa. Rồi trắng đen nữa, đen thêm đen cái nữa cho Hạnh Lê nè, quá dễ thương luôn nha. Mẫu này mấy chị ơi có 55.000 một áo giùm em thôi. Trời ơi màu đỏ mấy chị. Trời ơi thiệt luôn, lên mấy cái hàng thương hiệu nè mấy bà ơi, mặc hoài mặc quỷ cho em không bao giờ bị lỗi thời nha. Sao hình màu vàng em chốt đơn nè chị ơi. Rồi em còn hai cái cuối cùng mấy chị, một đỏ và một cái màu này là màu nu giùm em nha. Trời ơi đây, chị nào mà có nói chứ da mà bị ngâm á mấy bà chị mua cái màu nu này về mặc giùm em mấy bà ơi, không có kén da của mình đâu ha mọi người, mặc lên là dễ thương liền luôn. Nó không có kén da của mấy bà chị ha, mặc lên là ok la ok ly giùm em liền luôn. Đây 55.000 mấy bà ơi, dáng dài giùm em nè. Trời ơi xin hết sải con 7 cho mấy chị. Xin hết sải con 7 giùm em luôn nha. Ê nó nghe là cái đó nó không có về năm cái không, cái đó hôm nay về đủ màu em ơi, chứ không có về trắng đen không nha bé. Bữa nay cái áo mà nó là không có về trắng đen. Thanh Hồng ơi, áo có 55.000 một cái giùm em thôi mấy chị ơi, nhớ chia sẻ livestream giùm em ha mọi người ha. Để mình mua hàng với giá cực kỳ rẻ giùm em luôn nha. Dạ. Em bán đồ người lớn chị ơi, Lucia vỏ nè. Ok chị. Rồi, còn đúng một cái màu nút duy nhất giùm em luôn nha. Phương Trúc một đỏ một vàng chút chị Phương Trúc luôn. Phương Trúc anh ơi, một đỏ một vàng. Rồi ok luôn, rồi qua mẫu giúp em luôn nha mấy chị nha. Hôm nay hàng hầu như là số lượng rất ít nha mấy chị nha, tại vì vô Tết rồi mấy chị ơi. Hàng tao nó giật xô bồ dữ lắm mấy bà ơi, nên là mấy bà gái tranh thủ hốt hàng giùm em ha mọi người ha. Rồi mấy chị, lên cho em một cái mã đầm mấy chị. Trời ơi, em nói thiệt sự luôn cái đầm này. Cái đầm này mấy chị ơi, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của em luôn á mấy chị. Nó phải nói là nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của em luôn nha mấy bà nha. Và cái dáng em nó thật sự luôn. Bèo còn hơn, phải nói là không bằng một cái tô hủ tiếu Nam Giang mấy bà ơi nha. Trời ơi
Trời ơi mấy chị ơi, cái này là cái gọi là cái form vintage mấy chị ơi. Cái form này là form đơn giản giùm em luôn mấy chị. Trời ơi mấy chị coi cái dáng giùm em ha. Xẻ ra đằng trước giùm em nè mấy chị nè. Dây kéo đằng sau lưng hàng da rà. Xịn không mấy chị? Quá xịn luôn mấy bà ơi. Bao nhiêu tiền cái đầm này giùm em? 85.000 một đầm. Xỉ là 70 và lẽ là 85.000 giùm em thôi nha mọi người nha. Trời ơi cái màu. Chị ơi chị em không có thấy comment nha. Chị Thảo Bê lấy comment gì là lấy lại giùm em. Màu của chị nu, xanh, đen, hồng, đỏ. Nu, xanh, đen, hồng, đỏ giùm em. Thanh, bung bung màu giùm Trang. Bây giờ em sẽ lên form cái mẫu đầm này cho mọi người xem nha. Rất là sang giùm em luôn. Trời ơi cái form này công sở mặc được, tiểu thư mặc được, bánh bèo mặc được và đi tiệc cũng mặc được giùm em luôn nha mọi người. Thần thánh kinh khủng khiếp. Thần thánh kinh khủng khiếp giùm em luôn nha. Rồi ok. Rồi ok em. Vậy hả? Có áo vu xì không chị? Có vu xì luôn tình yêu ơi. Cái gì cũng có hết. Em đăng hình là có hàng nha mọi người nha. Mọi người cứ từ từ bình tĩnh đợi em lên hàng. Kiếm cái gì mà ủ á. Trời ơi mới thiệt luôn, đầm này mà ai không lấy. Trời ơi thiệt luôn mọi người ơi, mọi người. Mọi người không lấy cái đầm này của em là mọi người là một quyết định sai lầm chưa bao giờ có nha mấy chị nha. Trời ơi mấy chị coi cái dáng đầm của em mấy chị. Miên man không? Xinh chưa mấy bà ơi, xinh giùm em, quá xinh quá sang luôn mấy chị ơi. Những cái hàng này mới thật sự luôn mấy bà ơi. Mua hàng hot girl nè mấy chị nè. Hằng Phan hay là gọi là mấy cái tên mà nói là nó đình đám mọi người ha. Không có cần phải liệt kê tên ra nha mấy chị nha. Chị nào mua hàng online nhiều nhiều là biết mấy chị. Người ta bán một lần là mấy ngàn người xem mấy chị ơi. Người ta bán cái đầm này bao nhiêu mấy bà ơi? Bèo bèo 200 ngàn cái giùm em ha. Bèo bèo bán 200 ngàn một cái giùm em mấy chị. Trong livestream này của em nha. Chia sẻ livestream mấy chị ơi. Em bán cái đầm này giá bao nhiêu mấy chị? 85.000. Cái chất vải em nó thật sự luôn nha. Nhận hàng chị nào mở ra kiểm tra nói mỏng em trả lại, em cho mấy chị trả lại hàng liền. Em cho mấy chị trả lại hàng cái đầm này liền cho em liền nha mọi người nha. Trời ơi em thiệt cự, thiệt sự luôn. Thiết kế rất là sang mấy chị nè. Dài qua gối xẻ một cái đường nhỏ ngay đằng trước giùm em nha mọi người nha. Đây mấy chị ơi, đây mấy chị. Rất là sang luôn. Coi nè mấy bà ơi, coi nó thật sự luôn á trời. Màu giùm em nha mấy chị. Màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu hồng và màu nút. Cái đầm này nha mọi người nha, 85.000 một cái mấy chị ơi. Nhận hàng về giùm em mọi người. Nhận hàng về giùm em mà kêu cái đầm này bị mỏng hay bất cứ một cái vấn đề gì là em nhận lại hàng liền nha mọi người nha. Siêu siêu đẹp giùm em nha mọi người nha. Em bao cho mấy chị cái đầm này luôn nha mọi người. Cái mẫu này giùm em từ khoảng chừng 57-58kg đổ về cho tới 40kg mình mặc form này vừa giùm em luôn nha cả nhà nha. Coi form đầm giùm em đi mấy chị ơi, quá là sang chảnh giùm em luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái đầm mấy chị. Trời ơi trời, coi nè mấy bà ơi. Đi đâu ra kiếm cái đầm này mà giá 85.000 mấy bà chị ơi. Không bao giờ có giùm em nha cả nhà nha. Và em nói luôn nha mấy chị. Em nói luôn nha. Hàng này là cái vải mà lên hàng vét nhà em nha mấy chị ấy nha. Không phải là cái hàng mà em nói thiệt luôn là vải von, không phải là hàng KT, không phải nha mọi người. Mọi người nhìn cái sợi vải giùm em đi. Tuyệt đối cái này em nói thật sự là không phải là hàng KT nha. Nếu như mà chị phát hiện cái này là hàng KT lụa lại đi em trả lại hàng, em không bán luôn nha mấy bà chị nha. Riêng cái hàng này nhà em nha mọi người nha. Trời ơi mấy chị ơi, sang xỉu giùm em chưa? 85.000 một đầm nha mấy chị, 85.000 thôi. Trời ơi coi mấy chị ơi, sang xỉu giùm em luôn mấy chị. Hàng Tết mà lên như vậy là xỉu ngang xỉu dọc luôn. Tết này là không ai lại mấy chị em của mình luôn mấy chị. Tết này là không ai lại giùm em luôn nha cả nhà nha. Quá sang luôn mấy chị ơi, form đơn giản nhẹ nhàng giùm em thôi nha mọi người nha. 85.000, quá đẹp giùm em luôn. Thích màu nào chốt em màu đó kèm số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Ok đủ cho Hạnh Lê luôn. Quá đẹp quá đẹp quá đẹp. Trở ra chỗ khác ngồi đi, anh sẽ cho một con ngồi đó vậy. Rồi lên giùm em mấy chị. Màu tao nói thiệt. Quá đẹp quá đẹp quá đẹp rồi nha. Quá đẹp rồi nha mấy bà ơi. Mấy bà mà không lấy là bà chết. Mấy bà tiếc chết luôn mấy bà ơi. Con có màu gì rồi? Xanh với nâu phải không? Cái màu xanh nè. Năm màu giùm em nha mọi người nha. Năm màu luôn nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn nha. Thêm đen với đỏ nè. Sang quá em này mấy chị ơi. Sang quá em này giùm em luôn nha cả nhà nha. Sỉ hả? Sỉ 70 anh. Tường lê mơ đủ không xanh phải không? Ok lê mơ đủ không xanh luôn. Cái đầm này quá đẹp mấy chị. Cái đầm này em nói thật sự là quá đỉnh cao luôn nha bà nha. Giá quá rẻ mấy chị ơi. Có 85.000 một cái hà. 85.000. Em nói thiệt luôn mấy bà ơi. Mặc cái đầm này nhà em mua về mặc một lần đi thanh lý cũng còn lời. Nhớ chị. Mặc cái đầm này nhà em mấy chị 85.000 mà đi thanh lý vẫn còn lời giùm em. Cái chất của nó nè. Đây mấy chị nè.
đây ha, firm nè mấy chị, 58kg độ lại mặt đẹp giùm em nha mọi người, 58kg trở lại mặt đẹp giùm em luôn. Các em nói thật sự nha mấy bà nha, đem cái gì, cái này cái dây có tăng giá không chị ơi? Không có tăng đưa được giùm em nha tình yêu nha, không có tăng đưa được giùm em luôn. Cái dây của nó là may chết như thế này giùm em luôn, may chết giùm em nha tình yêu ơi. Rồi ok, chị Hương Trà lấy một màu đen em chốt nè. Trời ơi cái đầm em nói thật sự mấy chị ơi, chị nào mà không lấy em thiệt sự luôn là hối hận nha mấy chị nha, tại vì nó quá sang và quá đẹp luôn. Và áo crop top em có nha chị Quỳnh Trần, để một tí xíu em lên liền luôn chị đẹp ơi. Rồi ok tình yêu, màu đen nè chị Hương Trà em chốt nè. Trời ơi cái đầm mấy chị ơi có 55 ngàn, có 85 ngàn cái đầm mà mấy chị. Trời ơi mấy thiệt luôn á, mấy chị đi mua hàng sale nhà người ta mấy chị cũng không có giá như vậy nữa mấy bà ơi, chứ đừng nói gì là mua hàng mới cứng nha mọi người nha. Mẫu mới, mẫu hot cho mấy chị em của mình luôn mà cái giá mới thật sự luôn mọi người ơi. Không bằng hàng sale của người ta nữa mấy chị. Em nói thiệt luôn, hàng Sida mấy chị ra mua cũng không có cái giá như vậy nữa. Đây mấy chị coi nè. Trời ơi, hàng mới giùm em nha mọi người nha. Hàng tem, hàng mát giùm em đàng hoàng luôn mà có 85 ngàn một cái à. Đi đâu ra mà có mấy chị, không bao giờ có đâu nha mấy các bà chị nha. 85 nghìn giùm em luôn mấy chị ơi, nhận hàng về không để em không lấy tiền cái form đầm này giùm em luôn mấy chị ơi, coi giùm em nè mấy chị. Đường may nè mấy chị nè. Quá trời là xuất sắc chưa mấy chị? Em nói thiệt luôn nha, may là đẹp từng đường kim mũi chị cho mấy chị đẹp của mình luôn nha. Em đang mang là màu nút nè, ai lấy nút chút nút cho em liền luôn mọi người ơi, đẹp mấy chị. Coi nè cái dáng đầm của nó sang quá trời mấy chị ơi. Rồi ba màu giùm em nha mọi người nha, 85 ngàn một đầm thôi ha, sang quá trời. Em thật sự là sang quá trời luôn mấy chị em ơi, đây nè. Ủa cái đầm này đâu ra kiếm 85 nghìn mấy chị, cái sợi vải là lên hàng vét giùm em luôn nha mọi người ơi. Đây, màu hồng giùm em nè, 58 cân độ về, mặt đẹp xuất sắc giùm em luôn. Mặt đẹp xuất sắc giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi màu xanh vỏ đậu mấy chị ơi, lên mà trắng da, không trắng da nữa thì thôi mấy chị. Màu nào mới là đẹp bây giờ giùm em. Trời ơi coi nè, cái form của nó mấy chị ơi, may chuẩn dễ sợ chưa mọi người. Đây nè mấy chị coi ha, lên cái dáng giùm em đi. Trời ơi nó sang em, nó thật sự luôn, tinh tế kinh khủng luôn nha mấy chị nha. Rồi Tết Tư mấy bà ơi, quất cái đầm màu đỏ mấy chị. Quất cái đầm nào màu đỏ này mà ra đường thì thôi, ai lại chị em mình bây giờ. Không có ai lại chị em mình khúc này cho mấy bà gái nha. Màu đỏ giùm em luôn. Đây mấy chị, màu đỏ giùm em nè. Trời ơi sao lại bị màu đỏ, là bị chói dữ trời, sao nực dữ trời. Đây nha mấy bà chị nha, màu đỏ giùm em luôn. Trời ơi mấy thật sự luôn cái đầm này nha. Mấy chị ơi, mấy chị không mua là mấy chị tiếc nuối luôn đó. Mấy chị tiếc nuối luôn đó, mới thiệt sự đó. Rồi em chỉ còn như này màu thôi. Tình yêu lấy màu nào mình chốt màu, mình kèm sinh thoại giùm em nha. Kẹp lên mẹ cái, kẹp lên giùm Trang cái. Rồi em còn như đó màu thôi mấy chị, em còn như đó màu thôi, có 85 ngàn một đầm thôi nha, quá rẻ giùm em luôn mấy chị ơi. 85 nghìn nha mấy bà chị ơi nha, không ở đâu ra bán cái giá 85 ngàn hết trơn á. Trời mấy chị, thiệt sự luôn, mấy bà gái đi mua hàng sale em có thật sự cũng không bao giờ có cái giá như vậy, chứ đừng có nói gì mấy chị mua hàng mới nha. Đây nói thiệt tình luôn á, vải lên rồi mấy chị coi nè, cái dáng đầm giùm em luôn, quá sang chậm chưa, quá sang quá đẹp cho mấy chị của mình luôn nha. Mặc đi tiệc cho em luôn là hết sảy cô bảy luôn. Túi còn không? Túi em vẫn còn nhớ là nha, túi em vẫn còn 79 ngàn giùm em luôn, này còn có vài cái thôi. Xinh quá trời xinh luôn. Trời ơi dễ thương quá trời luôn mấy chị ơi, dễ thương ghê luôn á. Rồi ai lấy đầm mình chốt đầm kèm sinh thoại giùm em thôi nha. Quá dễ thương luôn, trời ơi tôi chết chứ thiệt luôn. Em mê cái đầm này dễ sợ luôn chị ơi. Em ơi cái đầm này dễ sợ luôn á. Túi 79 ngàn giùm em nha khách nha, túi 79 ngàn. Ai lấy túi thì mình chốt túi giùm em luôn nha khách nha, 79 ngàn em vẫn còn nha mọi người nha. Còn cái này còn có 2-3 cái là hết hàng luôn rồi. Còn được 2-3 cái là em hết hàng luôn rồi nha. Rồi ok. Đẹp thật sự luôn mấy chị, em nói thiệt luôn. Mấy chị ơi không mua cái đầm này là một sự hối hận nhẹ cho mấy bà nha, em nói thật sự luôn. Con này có dán đầm giùm em mấy chị ơi. Thiết kế giùm em mấy bà, hai cái túi là hai túi giả giùm em mấy chị. Đây xẻ đầm trước tà nè mọi người nè. Trời ơi, nhìn mình nó đúng là hiện đại luôn mọi người, nhìn rất là hiện đại luôn mấy chị, đẹp ghê luôn á. Rồi, ai lấy thì cứ chốt giùm em nha mọi người nha, em qua với bà chế cái mẫu này luôn. Ở đây tôi lên cái quần jean mà tôi bán quần jean luôn, trời tôi khùng dễ sợ. Trời em khùng dễ sợ mấy chị ơi, em lên cái quần jean em không bán quần jean cho mấy chị luôn. Dạ đây mấy chị ơi. Em lên chung quần jean với lại áo kiểu tiếp nha. Chú lên được đầm hoa đó bà Hoa, chị Hoa Tâm ơi, em chú lên đầm hoa được đâu nha, chế nha ráng đợi em nha chứ đẹp nha. Rồi đây nha tình yêu ơi, dạ đây mấy chị. Trời ơi mấy thiệt sự luôn mấy chứ ơi, quần jean giùm em mấy chứ. Nè coi cái mắt của nó là mọi người ơi, 135 ngàn một quần giùm em nha. Còn nước hoa không chị? Còn nước hoa chị Lê Quyên. Đây 135 ngàn một cái quần jean giùm em nha mọi người nha. Cái chất cực kỳ co giãn và cái lưng này cho em là lưng siêu cao nha mấy chị. Đợt này về cái lưng này là lưng siêu cao giùm em luôn. 135 ngàn một quần. Mẫu này nhà em có 3 size S, L và L giùm em nha mọi người nha. Hôm nay em về cho chị đúng một màu duy nhất.
hôm nay em về cho mấy chị đúng một màu duy nhất là cái màu này, là cái màu gọi là cái màu muối tiêu giùm em nha mấy chị. Rất là dễ phối đồ luôn nha. Phối lên cái gì cũng đẹp, phối lên cái gì cũng xinh hết. Ngày hôm nay em sẽ mặc cái quần này và em thử cho mấy chị 101 cái áo nha em mọi người ơi. Mặc cái nào cũng đẹp hết. Hồi đầu live em mới mặc cái quần này lên để thử cái áo qua chấm bi cho mọi người luôn. Em vừa mặc lên live cho bà chị luôn á. Rồi đặt quần giùm em nha. 135.000, sỉ là 120, là 135.000 cái giùm em luôn nha mấy bà nha. Quần jean lưng cao. Cái màu nha mọi người, màu là màu muối tiêu giùm em nè. Cái màu này là màu gọi là màu xám lông chuột cho mọi người nha. Mặc lên cho em là nhức nhóm một tình luôn. Có 135.000 cái mấy chị ơi. Quá rẻ luôn mấy chị. Quá rẻ, quá đẹp luôn. Bây giờ đâu ra kiếm cái quần 135.000. Không bao giờ có nha. Một màu duy nhất cho mấy chị em của mình thôi. Và cái màu này rất rất là dễ phối đồ giùm em mấy chị ơi. Lên áo màu nào cũng đẹp hết. Tại vì những cái form quần mà cái màu này mấy chị, màu càng tối màu thì mấy chị dễ, càng dễ mặc đồ. Và mấy chị mặc lên cái form mình rất, cái chân mình rất là nhỏ nha. 50 mấy chị không biết mặc size nào thì mấy chị cứ lên cho em xin cân nặng với lại chiều cao em lấy size cho. Như chị Anh Độ này, chị Anh Độ mặc quần size M là vừa giùm em nha. Dạ còn nha bà ơi, còn áo eo vừa giùm em ra trên cái hàng lên giùm em cái người. Gần cái đó qua giùm em đi. Rồi chốt size giùm em nha mấy chị nha. Size M là dưới 48 kg, size S là dưới 48 kg, M là dưới 53 kg và L là dưới 58 kg giùm em là mặc vừa nha khách nha. Hàng em thật sự luôn mấy chị ơi. Mua ở đâu làm cho mấy bà nha. Mua bên em là mới thật, em bao cho mấy chị luôn. Em bao hàng cho mọi người luôn. Giá thì rẻ cho mọi người nha. Chất lượng thì em mới thật sự luôn, khỏi chê giùm em. Chất lượng là khỏi chê nha mọi người nha. Xin cam kết bà chế là như vậy luôn. Tại em bán rất là lâu rồi mấy chị. Em bán mấy năm trời rồi chứ phải em bán ngày 1, ngày 2. Em không phải bán ngày hôm nay sao em trốn mấy chị đi luôn nha mọi người nha. Rồi, cắt đây. Đây bên em đây. Rồi em chốt đơn nha mấy bà ơi. Rồi nè, mi thi 1 ri nè. Nhi ra 2 ri nè. Tường Vi 1 ri nè. Anh Đỗ nè, mặc M nè. Chốt quần thì chốt giùm em lại, size kèm số điện thoại giùm em nha anh Đỗ ơi. Áo eo vời để một tí xíu luôn. Quỳnh Trần lấy quần L em chốt nè. Mấy chị có chốt size kèm số điện thoại giùm em luôn là có đơn cho cả nhà nha. Ái Như một quần L em chốt nè. Trời ơi cái quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Có 135.000 một quần nè mấy chị. Quá rẻ, quá đẹp cho em luôn á. Hàng dễ thương xỉu luôn. Anh Đỗ một quần M nè. Ok nè, quần 47 kg cho Tâm Tuyết nè. Quần 47 kg cho Tâm Tuyết em ok luôn nè. Cứ lên size kèm số điện thoại giùm em nha. Thảo Lê lấy một quần L em chốt gì Thảo Lê nè. Quần này nhà em có 3 size ML khách ơi. Quá đẹp, quá sang giùm em luôn mấy chị ơi. Trời ơi thiệt sự luôn cái dáng quần này nhà em với bà nha. Nhận hàng về đừng có mê nha mọi người nha. Đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Thảo Lê một quần L quá đẹp luôn mấy chị. 135.000 một quần thôi mọi người. Một có 135.000 cái quần, một cái quần jean dài mấy chị ơi. Trời ơi cái giá quá hời nha mọi người nha. Cái giá quá rẻ cho mấy chị đẹp của mình luôn. Đây 135 mấy chị. Cứ lấy kèm size kèm số điện thoại giùm em luôn là có đơn cho cả nhà luôn ha. Quá đẹp cho em chưa mấy bà ơi. Quần nè mấy chị. Lưng nè. Em để cái gang tay vô mình làm mấy chị biết cái quần nó lưng nó siêu cao cỡ nào cho mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Đây mấy chị ơi. Em nói thiệt em mặc cái quần này em thiếu điểm kéo em tới vú luôn á. Chứ không phải là kéo qua rúng đâu nha mấy bà nha. Nhưng mà nha mọi người cái ống quần rất là dài luôn. Cái ống quần vẫn dài cho chị đẹp của mình nha. Không phải là cái đáy cao rồi hả em thâu cái chân giật lên cho mọi người đâu nha. Đáy quần vẫn dài giùm em luôn nha. Đáy quần vẫn dài giùm em luôn mấy chị ơi. Có 135.000 cái quần thôi. Rất là rẻ, rất là đẹp giùm em luôn. 135 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Nhớ mua hàng để lại giùm em size kèm số điện thoại là mình có đơn giùm em nha. Trời ơi cái form quần mấy bà chị ơi. Cái nút này mấy chị. Nút là nút bấm hai bên như thế này giùm em hả mấy chị ha. Nút là nút bấm hai bên như thế này giùm em luôn. Rồi đằng trước có một cái huy hiệu cho mấy chị nè. Sang dễ sợ luôn cái quần mấy bà. Đấy, khi mấy chị mặc cái form này nè, mấy chị mang đóng thùng vào mọi người. Nó hở cái phần mà đai quần ra mấy chị ra nhìn nó cũng đẹp, nó cũng lịch sự, nó cũng sang cho mấy bà nữa. Mà có 135.000 cái quần rồi mấy chị ơi. Quá rẻ giùm em gái luôn ha mấy chị ha. Chốt giùm em liền. 135 kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho mấy đẹp của mình luôn nè. Hàng là xịn sò giùm em nha mấy bà. Hàng là cực kỳ xịn sò giùm em luôn. Rồi em lên cho mấy chị cái áo không? Cái áo gì ta? Cái áo eo vì luôn nè, cái áo eo vì áo cần cho lên mọi người. Đẹp quá mấy chị ơi. Đóng tiêu rồi trời. Sao Mỹ hả? 40. Sao Mỹ 40 hôm nay đồ bộ nó chứ. Trời về hàng xỉu luôn mấy bà ơi. Xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu lên, xỉu xuống cho em luôn mấy bà ơi. Đầm đi tiệc không? Dạ em đang mặc cái đầm đi tiệc này chị ơi. Có 85.000 cái đầm đi tiệc chị em thôi nha chị Hạnh Phạm. 85.000 cái đầm đi tiệc em đang mang mấy chị ơi. Quá sang luôn mấy chị. Em nói thật sự luôn á. Đầm đâu có 85.000 à. Ai rẻ bằng em chiếc này nữa. Ai mà rẻ bằng em chiếc này mới thật sự luôn mấy bà. Trời ơi, con áo này phải nói là cái con áo siêu phẩm luôn. Đây 45.000 giùm em. Trời ơi, chiếc này mới thiệt luôn á trời. Má ơi luôn mấy chị ơi. Form cổ vuông.
Em nói thiệt sự là em mở ra như thế này không mấy chị, nhìn thôi nó cũng biết đẹp rồi. Nhìn thôi là biết đẹp giùm em luôn. 45.000, màu xanh, màu trắng, màu nu và màu đen. Xanh trắng nu đen giùm em nha mọi người nha, xanh trắng nu và đen luôn. Đây để em chồng vô thử cho mấy chị đẹp của mình xem được cái form áo của em nó đẹp như thế nào ha mọi người ha. Quá sang chảnh luôn. Trời ơi nè, coi mấy bà ơi, xinh xỉu giùm em luôn á, như da một ri nè, ok nè. Hàng này mê mệt nha. Đó. Lên xương xương cho bà coi cái form áo giùm em thôi mấy chị ơi. Thấy chưa? 45.000 cái thôi mấy chị, quá rẻ luôn mấy bà ơi. Còn chần chừ gì nữa? Còn chần chừ gì nữa mà không hút lia hút lịa giùm em form này. Quá đẹp cho mấy chị em của mình luôn rồi. Trời, cái tóc giống như là tao nói mới vô nhà tắm về luôn á. Mặc dù tao đang ở trong phòng máy lạnh á, không hiểu luôn á. Nè, ok như da nè. Hạnh lên lấy một hạnh lên lấy đủ nè. Em có thiệt sự luôn, cái áo này là tao nói nhức nách một cuộc tình luôn mấy bà ơi. Dạ form này 55 kg độ về mặc đẹp giùm em nha. Đầm đang mặc chỉ có 85.000 cả giùm em thôi. John Banda một áo trắng 45 nè, ok luôn. À, cảm ơn nha bà Ngọc Tuyền Ngọc. Bà Ngọc Tuyền ơi, trời ơi mới thiệt luôn mấy bà ơi. Hàng vừa đẹp vừa rẻ mấy chị ơi, mới thiệt luôn á. Mấy chị mà mua của em á, mấy chị mà chê nữa là thôi, mới thiệt. Không biết mấy bà phải nói là mấy bà là phải nói là quá khó tính luôn á mọi người. Mấy chị mà mua hàng của em á, mấy chị chê nó là em nói thiệt sự là quá khó tính luôn á. Đây, hàng mấy chị có 45.000 cái là mặc lên đẹp xỉu giùm em luôn. Nói nghe là đợi chút xíu đi em mặc cái áo này lên cho đẹp đẹp nha. Tại em mặc ở trên trong là một cái đầm á mấy chị. Nên là em chầm vô nó sẽ không được đẹp lắm nha mấy bà nha. Đầm em đang mặc mấy chị. Đầm em đang mang là chỉ có 85.000 một đầm giùm em thôi nha. Quá rẻ cho mấy chế luôn nha mấy bà. Coi nè, 85.000 một em. Sang không? Quá sang mấy chị. Đẹp không? Quá đẹp luôn nha mấy bà nha. Rẻ không? Siêu rẻ mấy chị. 85.000 một em giùm em thôi. Ai lấy làm màu nào cứ chốt giùm em luôn. Đầm em còn như này màu thôi nè. Đầm em còn có như này màu thôi mấy chị ơi. Màu hồng, màu đỏ, màu xanh với lại màu nu giùm em. Hồng, đỏ, xanh và nu nha. Quá sang chảnh cho mấy chị đẹp của mình luôn á. Đẹp dữ lắm. Rồi, tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi đấy mấy chị. Lên cho em mấy bà ơi, áo giùm em nha cả nhà nha. 45.000 cái. Màu xanh, màu trắng với lại màu đen giùm em. Cái gì vậy? Xanh trắng đen, anh cho lên lòng ngồi đi. Xanh trắng đen và ba màu giùm em thôi nha mọi người nha, ba màu giúp em thôi mấy chị ơi, màu nào cũng xinh hết. Đầm một nu một xanh chị oanh oanh. Ok chứ yêu luôn. Đầm một nu nè, một xanh chị oanh oanh là 85.000. Đầm có 85.000 cái mấy bà ơi, rẻ bày giùm em nha. Trời em thiệt luôn, cái đầm này mấy chị không mua hả? Em tiếc giùm mấy chị á. Em tiếc giùm mấy chị đẹp của mình á, tại vì cái đầm nó quá đẹp và nó quá rẻ luôn. Tám lăm ngàn cái là trời ơi, tao nói chứ không bao giờ mà tưởng tượng được cái đầm này giá 85.000 mấy chị ơi. Ok nè. Rồi Lê Mơ lấy áo đủ nè, chốt cho Lê Mơ nè. Áo đẹp quá mấy chị. Lê Mơ áo còn 5 cái lấy hết giùm chị luôn đi. Lê Mơ chị hết luôn rồi gái ơi. Hết luôn rồi. Rồi qua tiếp mẫu giùm em nha. Trời ơi mấy bà ơi, mấy bà không mua cái mẫu này lãng thiệt luôn á. Bó tay chấm cơm luôn mấy chị đẹp ơi. Trời ơi mấy áo cầm mỹ về hàng cái này nè. Hả? Ai? Dung. Dung nào? Dung. Dung nào? Dung mình với Dung nào? Không nghe. Ok một. Chị sao Huỳnh em hết áo? Chị sao Huỳnh em hết áo? Chị sao Huỳnh nha? Rồi ai lấy đầm nữa chút đầm giùm em luôn nha cả nhà ơi. Trời ơi mới thiệt mặc cái đầm lên nhìn hiện đại ghê luôn á trời ha. Nhìn đúng là thiệt kêu nghe theo kêu phong cách phụ nữ hiện đại luôn á, dễ thương gì đâu á. Rồi áo cơ mỹ đó chứ. Trời ơi em thiệt cái chân váy mấy chị ơi về đẹp xịn luôn. Trời ơi cái chân váy hàng Kakizin. Chân váy túi hộp. Trời ơi cái chất nó co giãn. Trời ơi em phải lên cái chân váy này liền luôn. Em phải lên cái chân váy này liền. Để lên chung với cái gì đây? Lên chung với lại cái áo cờ mỹ này cho mấy chị đẹp của mình đây. Chân váy xỉ 40.55.000. Có hai màu đen và trắng. Cờ mỹ áo 55.000 giùm em luôn nha mọi người nha. Xỉ 40 luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn mấy bà ơi nè. Coi này dễ thương lắm. Cái này nó Tết tư ngày thường ngày nào mặc cũng được hết trơn. Cái chân váy túi hộp nhà em bên trong có lóc quần luôn. Cái vải siêu dày giúp mấy bà chị nha. Và nó có hai màu đen và trắng giúp em. Đen và trắng giùm em nha mấy chị nha. Rồi Chết mấy chị ơi. Hàng đẹp quá luôn mấy bà ơi. 55.000 cái chân váy nha mấy chị ơi. 55.000 cái chân váy nha mấy chị. Xỉu chưa?
xỉu chưa nghe, cái giá một cái tôi nói thiệt, đảm bảo lấy bà xỉu ngang xỉu dọc, đảm bảo là mấy bà xỉu ngang xỉu dọc giùm em luôn á. 55.000 nha mọi người nha, cái chất váy trời ơi co giãn dày dặn cho mấy chị đẹp của mình luôn nha mọi người nha, như da đi trắng đi đen đẹp lắm em mới thiệt sự luôn. Ủa cái chung váy này quá đẹp mấy chị ơi, em mấy chị em lấy nhiều rồi mọi người ơi, quá sang chảnh mấy chị, chốt màu kèm sáng thoại giùm em luôn nha. Nè cho con bé thấy hai đi nè, mi nhon hai đi nè, ok như da thêm đi đen nè, hai màu trắng và đen giùm em nha mọi người nha, bao đẹp cho mấy bà trẻ của mình luôn. Đây em lên cái phom quần, trời ơi cái chân váy mấy chị ơi xuất sắc chưa, cái này nhà em có size nữa chủ anh vàng, có size luôn nha anh vàng ơi, chốt size giùm mình luôn nha mấy chị ơi, cái này nhà em có size giống chị này luôn nha mọi người nha, chân váy có size nữa nên là mấy chị đừng có lo là mình về mình không biết là mặc mình mang có vừa hay không nha mọi người, mình cứ lấy size theo quần jean nhà mình mấy chị, cứ lấy size theo phân quần jean nhà mình. Ở nhà ví dụ như mấy chị mặc M thì mấy chị cứ lấy quần M, hoặc là mấy chị lấy 27 thì mấy chị comment 27 lên em lấy size cho. Còn nếu mấy chị không biết mặc size nào thì mấy chị làm cái gì lên cho em xin cân nặng với lại chiều cao, em sẽ lấy size cho bà gái của em ha. Rồi ok chưa, chị Phạm Thảo cho em xin size nè, chị thương Vũ nè, 58kg 1m58, rồi em lấy chị XL nha, cho em xin cái màu luôn mấy bà, cho màu kèm size giùm em, màu kèm size giùm em mấy chị ơi, không có màu không có size không có chốt được đơn nha mấy bà chị ấy nha. Rồi cái gì, ai rồi ok, Mộc Nguyên là đen hả, Ngọc Nguyên mờ đen L hả, L đen rồi ok, S đen cho Ngọc Huyền, S đen cho Ngọc Huyền nè, chốt lẻ mấy chị, chốt lẻ còn hàng chứ chốt hết hàng ráng chịu à. Chị Sao Huỳnh lấy áo màu gì vậy chị Sao Huỳnh ơi, áo nào vậy, 58kg rồi XL luôn nè, anh vàng ơi, XL cho anh vàng nè, cái này nó thật sự luôn, cái chân váy này siêu siêu đẹp nha, 58kg cho anh vàng luôn nè, ok nè, ri trắng nè, ri trắng cho con bé Lê Mơ nè, lấy ri đen bên kia luôn, bỏ qua nó là đủ luôn nha. Rồi hết quần nha Hạnh Lê ơi, hết quần. Bây giờ hiện tại bây giờ em còn M với chị, em còn S với M là em hết nha khách nha, chân váy em còn S với M thôi, em hết hàng mấy chị ơi, ai lấy chân váy chốt chân váy cho em liền mới chết, trời ơi cái chân váy nó quá đẹp luôn nha. Rồi ok, lên áo cờ Mỹ mấy chị, lên áo cờ Mỹ chung với lại quần luôn, lên áo cờ Mỹ chung với quần giùm em. Rồi áo cờ Mỹ này nhà em giá với bà chế là 55.000 giùm em nè, mờ đen cho chị Lẫn Lê nè, mờ đen cho Lẫn Lê em chốt nè, mờ đen nè, đây em còn cái S Duyên Lê, em hết L Duyên Lê, em còn đúng một cái S duy nhất nha, chân váy trắng em hết luôn rồi chị Phương Trúc ơi, chân váy trắng em hết luôn tình yêu. Trời mấy chị đợi một xíu nha, còn một cái chân váy bánh bèo trời ơi nó sang chết người giùm em mấy chị ơi, hôm nay hàng đẹp xỉu luôn á. Chân váy em hết, chân váy trắng em hết, bây giờ em còn đúng một cái S size màu đen nữa là em hết nha, một cái S màu đen nữa là em hết, ai lấy S đen chút S đen kèm xin thoại giùm em nha. Rồi đen S luôn cho Lặng Thị Ngọc Ly cho xin thông tin luôn nha. Rồi lên áo mấy chị ơi, áo cờ Mỹ mấy chị ơi 55.000 giùm em. Rồi trắng áo 45.000 em hết rồi chị Sao Huỳnh ơi, em hết áo trắng 45.000 rồi chị. Trời ơi cái con cờ Mỹ này mấy chị ơi, bữa giờ nó hot rần rần mấy bà ơi, em không có hàng luôn mấy chế. Em không có hàng luôn mấy bà, hôm nay mới về hàng cho bà chế được luôn á. Dạ đây giùm em nha, áo cờ Mỹ mấy chị ơi 45.000 giùm em có màu mấy chị. Ơ lộn, 55.000 giùm em nha. Màu trắng, màu đen, màu nu và màu đỏ. Trắng đen nu đỏ giùm em mấy chị. Bao nhiêu tiền? 55.000 một áo nha. Mặc chung cái gì cũng đẹp hết. Lê Mơ ok, chúc cho Lê Mơ một ri rồi nha. Áo đỏ cờ Mỹ cho Nguyễn Phước nè, 55.000 một cái áo mấy chị ơi, cái chất này là hàng bu zip giùm em nha, và cái huy hiệu mấy chị ơi, cái biểu tượng cờ Mỹ như mọi người mặc hoài giùm em luôn, nó không có bị lỗi thời nha mấy bà chế nha, mặc hoài luôn và nó đẹp hoài giùm em luôn mấy chị ơi, cái này phải gọi là đẹp theo năm tháng mà mọi người mặc hoài luôn á nha. Rồi màu trắng, màu đen, màu nu, màu đỏ, trắng đen nu đỏ nha. Rồi ủa Như Gia lấy ri áo này hả, nè Như Gia một ri nè, chị chưa có chùa hàng đó em ơi, nè Như Gia nè, Trang Uri áo đỏ nè, Trang Uri áo đỏ cờ Mỹ nè, ok nè. À, Bùi Thị Thanh Hằng đơn em 2 bộ, không thấy gọi điện chốt đơn hả? À, Bùi Thanh Hằng ơi, chị gọi điện cho em rồi, đi đơn rồi nè em yêu ơi. Như ý Bùi lấy một trắng nè, Như ý Bùi lấy một trắng nè, ok nè. Hồ Thị Nghĩa lấy áo đủ màu nè, trời ơi quá đẹp luôn, trắng đen nu còn ba cái ba màu em hết hàng nè các bà gái ơi. À, có áo sơ mi trắng chung đơn với lại chân váy đen size S nha chị. À, áo cờ Mỹ trắng nè, Ngọc Huyền nè, ok nè. Rồi cho Ngọc Huyền đi, rồi lát hồi chân lấy cho. Rồi bây giờ hiện tại áo đen cho anh nè, áo đen cho anh 55.000 à, rẻ lắm mấy chị, có 55.000 thôi nha, còn đúng hai cái cuối cùng giùm em luôn nha mọi người nha, màu đen với lại màu nút, trời ơi đẹp ghê hồn luôn á mấy bà chị ơi.
Ngọc Huyền cho em xin thông tin Ngọc Huyền ơi, Ngọc Huyền lên thông tin giùm em liền nha. Rồi, áo cờ mỹ màu nâu với lại màu đen giúp em, đen cho Như Ý Bùi lên số điện thoại giùm em. Ngọc Huyền cho em xin lại thông tin là tình yêu ơi. Dạ đây mấy chị, còn cái áo nút cuối cùng. Đẹp quá ha cả nhà ha, quá sang luôn. Cái em cờ mỹ nha mấy chị ơi, mặc hoài mặc quỷ cho em mấy chị. Phương Huệ chia cho Phương Huệ nè, chia cho Phương Huệ được 3 cái đi, hết hàng nha. Chia Phương Huệ được 3 cái. Rồi qua mẫu tiếp giùm em. Dạ mấy chị, em xin em lên xếp bổi lại lên tầm nha mọi người ơi, cho em lên xin xếp bổi lên tầm nha. Tại vì hôm nay xếp bổi với tầm về cũng nhiều lắm mấy bà ơi. Em tại bên không có kịp cho mấy chế luôn nè. Rồi lên cái tầm body. Trời ơi mấy chị ơi, cái đầm này nó đẹp mấy chị. Em nói thiệt luôn, cái đầm này nó sang kinh khủng giùm em. Thằng này tới giờ là nó sàn kìa. Mới bú này xong mà. Trời ơi trời. Em nói thiệt luôn, nó vàng mấy tám á mấy chị, nó vàng mấy tám á mấy bà ơi. Cái đầm mà vàng mấy tám là có thiệt nha mấy chị. Cái đầm mà vàng mấy tám là có thiệt giùm em nha. Rồi đầm body giúp em mấy chị ơi, dáng maxi cho mọi người nha, dài miên man trời mây luôn, có kèm cho em một cái cọng dây nịt siết eo, một cái giọng dây nịt to eo giùm em nha mọi người nha. Đây kèm giùm em thêm nịt nữa. Rồi đầm này giùm em mấy chị yêu 89.000 một đầm giùm em nha mọi người nha, 89.000. Dạ áo em về đợi em tí xíu nha chị đẹp nha. Em đang coi nó nằm ở khúc nào em lên luôn cho chị đẹp cho. Hôm nay áo em nhiều lắm, hôm nay áo em nhiều lắm, đừng có lo với bà gái nha. Đây đầm hoa đẹp tí xíu nha tình yêu ơi, đợi em xíu em lên liền cho. Trời ơi đẹp quá à, biết sao không, đầm hoa giờ nó nằm dưới tận cùng địa ngục nữa, em không có, em chưa có biết nó nằm ở đâu để em lên form cái bà á. Rồi 89.000 giùm em thôi, hai màu nè, thôi để lên form với bà đi chứ tôi dơ dơ tôi cầm cầm giùm mấy bà cũng không biết là cái gì đâu. Rồi đầm mới nâng mặt nha mấy bà chế nha, 85.000 giùm em thôi. Form này nhà em có hai, còn hai màu thôi, màu hồng và lại màu nâu là em hết hàng. Hồng và nút lên hết hàng nha, quá sang đẹp luôn chưa? Quá sang quá chảnh chưa? Trà Thanh nè. Trời nó mới bú đây luôn á. Chưa được tí đồng hồ nữa. Rồi lên đầm. Body mấy chị, quá đẹp luôn. Cái body này á mấy chị, nó là cái sợi vải y chang cái body mà gọi là cái body ren á mấy chị. Mà hôm trước em về chứ bà chị đó. Cái này mấy chị ơi, đang tao nói thiệt luôn, đang lạnh quá trời mấy chị. Thiệt luôn, mấy thời dạo này thời tiết mấy bà chị ơi. Em phải nói là nó đang rất là lạnh lẽo luôn mấy bà ơi. Mà mấy bà chị quấn cái đầm dài miên man này vô giùm em nè. Rồi mấy chị phối cho em một cái áo sơ, một cái áo khoác jean. Hoặc là mấy bà có thể mặc đi, mặc không như thế này nhìn nó cũng dễ thương nữa. Để em chỉnh lại cho nó đẹp đẹp cái. Trời ơi, có cái đầm nè. Ê, mà nó đã dài miên man luôn mấy bà ơi. Đầm hoa em chưa có lên, đầm hoa em chưa có lên, để em xíu nha. Rồi mấy chị, cái này là nút, cái phơm của nó là phơm cổ lọ giùm em nha tình yêu nha. Phơm là phơm cổ lọ nè. Mấy chị có thể mặc dài hết nút vô giùm em cũng được nha mọi người nha. Còn thích thì mặc, thích mặc sexy thì mặc như mang như thế này giùm em. Thích mang sexy thì mình mang như thế này giùm em luôn ha. Dán đầm là đầm body dài qua gối giùm em luôn nha. Nó dán là dạng đầm maxi đó mọi người ơi, nó giống như là dạng đầm maxi giùm em luôn nha mọi người nha. Dài qua gối giùm em luôn nha mấy chị nha. Đầm này nhà em có hai màu cho mấy chị luôn nha, màu đen với lại màu đen em đang mặc mấy chị. Màu đen với lại màu em đang mặc là màu nâu tây, nó chỉ có hai màu giùm em thôi nha mọi người nha. Giá của em này là, giá em đầm này là giùm em là 89.000 mấy chị. Cái chất của nó là hàng lên tâm. Tại vì á mấy cái hàng mà lên mà gọi là hàng dày á mọi người, phải lên cái hàng len tâm như thế này nè mấy bà, để lên nó ôm sát vô cơ thể của mình nha mọi người nha. Nhìn cho nó sang, nhìn cho nó đẹp giùm em luôn nha. Đây màu nâu và màu đen giống như em đang mang luôn nha. Cái dáng đầm của nó đây mấy chị ơi, tay dài giùm em nè. Trời ơi cái thời tiết này mà mặc mấy cái em này lên luôn mấy bà ơi, là dạng như là nhìn là kiểu Hàn Quốc luôn mọi người, nhìn là kiểu Hàn Quốc giùm em luôn á. Kèm nịt giùm em luôn mấy chị nha. Đây kèm nịt nè mấy chị nè, ở bên hông nha mấy chế. Em có làm cho mấy bà chế cái cọng, gọi là cái cọng dây con đĩa á mấy bà, để mấy bà chế thắt qua nè, nhìn nó không có bị gọi là bị xấu nè đó, thấy chưa. Bây giờ mấy chị bà chế chỉnh lại cái này giùm em một tí xíu nha. Rồi hai màu,
nu và đen giùm em luôn. Đầm có 89.000 cái thôi nha mọi người nha. Nó dài qua gối luôn mà. Nó dài qua gối luôn nha mấy chị nha. Rất là sang với bà luôn. Ok anh một cái đầm đen em chốt chỗ anh nè. 89.000 thanh móc luôn cho. Hai màu nu và đen. Ai lấy đầm là cứ chốt đầm giùm em nha mọi người nha. Nu đen giúp em thôi. Biết sao không? Em lên cái màu đen mấy chị là nó bị chói lắm nên là em hay lên màu nút đó mọi người. Để cho mấy chị nhìn nó rõ cái form của nó luôn ha. Em lên cái màu nút cho mấy chị nhìn rõ được cái form của nó luôn. Rồi. Đầm em có hai màu nha. Ai lấy màu nào mình cứ chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị yêu ơi. 89.000 một đầm giùm em thôi nha mọi người. 89.000. Quần em còn nha mấy chị nha. Đây nè. Quần 135.000. Lát hồi đó em sẽ mặc phối cho bà chị coi nè. Tại áo em hôm nay về nhiều quá luôn á mấy chị. Áo này là về quá nhiều cho mấy chị luôn á. Áo gì ta? Cái áo LV đâu anh? Cái áo LV mà không bôi tiếp luôn á. Hồi nãy em thấy 1 ri, 2 ri gì mà. Hả? Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Ôi con áo đẹp xuất sắc luôn á. Trời ơi. Cái gu xì phản quang mọi người ơi. Bánh chén hả? Bánh chén giờ chỉ còn bánh chén sa tế em ơi. Bây giờ chỉ còn bánh chén sa tế thôi à. Má này ăn chay rồi, không có dám nhập bánh chén về tại sợ ăn. Rồi. Đây mấy chị. Xỉ mẫu này cho em là 43 nha. Lẻ mẫu này cho em mấy chị ơi, bao nhiêu tiền mấy bà ơi? 59.000 cái. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn á. Ảnh mới nhon chừa cho em được ri nha bé ơi. Đây mấy chị ơi, màu trắng 59.000. Trời ơi, hàng thiêu luôn. Hàng thêu nguyên cây giùm em luôn nè. Ảnh mới nhon chắc chừa cho ảnh mới nhon được 2 ri hả? Ok, đợi chút xíu nha, chị lấy cho. Màu vàng mấy chị. Màu nào cũng đẹp hết trơn á trời. Màu nào cũng đẹp luôn, chết người chưa? Dạ đây mấy chị ơi, màu đỏ giùm em. Màu đỏ nè, màu trắng nè. Xỉu luôn á. Xỉu luôn mọi người. Áo có 59.000 mấy chị ơi, form cổ bẻ mấy chị. Mà lên cái áo phản quang mấy chị nè. Cái chữ Gucci giùm em luôn, xỉu chưa mấy bà ơi. Rất là xinh giùm em luôn nha. Trời ơi má ơi, nó đẹp gì đâu mà nó đẹp dữ rằng rứa. Rồi, bánh bữa chị gửi em má. Bây giờ nhiều bánh mà chị bán hai loại lận. Em mua cái loại 15 hay cái loại 20. Chị có set trẻ vai không? Set trẻ vai hả? Chị không biết là chị có set trẻ vai không nữa. Rồi ok, lên màu kèm số điện thoại giùm em đi mấy chị. Lên màu kèm số điện thoại giùm em đi nha. Có 59.000 thôi, có 59.000 một áo thôi mấy chị nha. Về số lượng có hạn giùm em. Áo vàng cho Trần Tú My. Áo đỏ trắng cho chị Thanh Hồng. Đỏ trắng chị Thanh Hồng. Ok, đủ màu cho bé Phương. Bé Phương. Rồi ok. Thanh Hồng một áo đỏ trắng ok tình yêu luôn. Thảo Baby nè đựng ri. Rồi ok tình yêu. Bé Phương có rồi. Bé Phương đủ không đen có rồi. Rồi bây giờ áo này em còn đen với vàng mấy chị. Đen với vàng giùm em nha. Còn đúng hai màu thôi mấy chị ơi. Áo có 59.000 mấy chị ơi. Quá rẻ giùm em luôn mấy chị. Nguyên con Gucci đẹp xỉu luôn. Chị Kim Xuân em hết áo trắng nha. Đổi màu giùm em. Đủ màu cho Lê Mơ còn được hai cái. Còn được hai cái mấy chị. Còn màu đen. Còn đen thôi hết hàng. Ai lấy đen chút đen kèm sổ em. Đen quá đẹp luôn. Cái thằng này. Màu đen nha mấy chị nha. Còn hai cái đen cuối cùng giùm em. Trời ơi mấy cái form này lên là xuất sắc mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn á. Gucci giùm em. Sao hình em hết áo đỏ chị ơi. Em còn áo đen giùm em. VM một áo đen nè. Còn hết áo vàng nha. VM ơi còn áo đen giùm em thôi. Rồi em còn cái đen cuối cùng. Thêm đen luôn cho Hạnh Minh kết thúc nè. Rồi qua mã giúp em luôn mấy chị. Qua mã giùm em luôn nha. Rồi lên tiếp em mấy chị ơi. Trời ơi, có set bộ này đẹp quá à, sang quá à. Nè, một ly này cho Hạnh cho trời. Như da. Ok. Kim Xuân một áo kìa, chốt cho Kim Xuân một áo đen à. Ok em. Kim. Trời ơi. Quá đẹp luôn chị em ơi, quá đẹp luôn. Xỉ 45.000 giùm em nha mọi người nha. Vì em chị hết đen rồi, vì em ơi, lấy thêm chị thêm một mẫu khác nha vì em nha. Form này 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em. Muốn ăn đòn ghê luôn á. $60.000 một áo giùm em nha mọi người nha. 60.000 áo. Áo sơ mi Burberry mấy chị ơi. Sơ mi Burberry giùm em mấy chị. 60.000 giùm em thôi nha. Ai lấy áo màu nào mình chốt lộn. Ai lấy áo chốt áo sơ mi kèm số điện thoại giùm em luôn nha. Ok, vậy là hết áo luôn nè. Trời ơi cái gì mà nhanh dữ trời. Mi thi 4. Hạnh Mignon 1 ri.
Ôi thiên nhiên cái đó. Mimi Nguyễn là ai vậy? À con bé này xỉ, à xỉ em bữa hả? Nè Mimi Nguyễn nè. Rồi ok nè, Như Gia hết rồi. Hết sơ mi mấy chị ơi, hết sơ mi giùm em đi, quá nhanh luôn. Mimi Nguyễn còn. Hết rồi, hết búp bơ rồi mấy chị ơi. Hả? Đứa nào bốn cái mất tiêu rồi, Hạnh Lê đó. Rồi Kiều Phương một búp bơ rì. Kiều Phương búp bơ rì. Đây mấy chị. Bộ thể thao. Bộ thể thao mới về luôn. Trời ơi đợt này về bộ thể thao này đẹp ghê luôn á mọi người. Đợt này em về bộ thể thao này xuất sắc luôn á. Đây nè. Trời ơi mấy thiệt luôn, con này là quá đỉnh nha mấy bà nha. Hả? 60.000. Bộ này mấy chị 109.000 giùm em. Có Hạnh Mi Nhon, em có sơ mi nè. Giờ Tường Vi hết sơ mi em ơi. Như Gia có rồi, đây mấy chị. Trời ơi, mấy thiệt luôn mấy bà ơi, cái bộ này nó hot ngoài Hà Nội, nó hot kinh khủng luôn mấy chị. Nó hot kinh khủng giùm em luôn mấy chị nha. Cái áo của nó hơi cánh dơ nhẹ giùm em nè mấy bà. Set này nhà em có hai màu, màu nu và màu đen, 109.000 một bộ giùm em. 109.000 một bộ nha mấy chị nha, em nói thật sự luôn. Xỉ mẫu này 92.000, đẹp ơi là đẹp luôn. Trời ơi không nhìn thấy luôn á. Đây. Trời ơi mấy thật sự luôn mấy chị ơi. Cái bộ này mấy chị. Em lên form nha mấy bà, em lên form nha. Trời ơi em lên cái màu nu này cho mấy chị này, mấy thật sự luôn. Y chang hàng của Hương Giang vô vô luôn mấy bà. Y chang hàng của Hương Giang vô vô mọi người ơi. Em nói thiệt luôn, hàng hot girl là nhà em mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Mà cái hàng này nha mọi người nha, đỉnh cao luôn mấy chị. 109 giùm em. Xỉ 92.000. Trời ơi cái thời tiết này mà mặc mấy cái bộ này vô là bá cháy bỏ chét luôn. Mà hàng thêu nha mấy chị. Hàng thêu luôn mà về màu đẹp nữa. Màu nu với lại màu đen cho mọi người thôi nha. Ok bộ màu hai cho Phương Huệ. Trời ơi màu đẹp quá mấy chị. Màu thật sự là đỉnh cao luôn á. Nè Phương Huệ nè ok luôn. Ôi coi nữa là chị ơi. Bộ này mà 109.000 mới thiệt sự luôn. Và không bán biết không biết lời khúc nào luôn á chứ. Bán bộ này không biết lời khúc nào luôn mọi người ơi nè. Coi mấy chị nè. Bo cho em đầy đủ ha. Hàng thêu luôn quá đẹp luôn á. Hồ thì nghĩa màu 2 nè, rồi còn có hai bộ màu đen thôi. Xỉ 92. Còn có hai bộ màu đen cuối cùng. 109 giùm em mấy chị ơi, 109.000 bộ à, quá rẻ luôn á. Nè coi nữa bà ơi. Màu đen nè. Trời ơi, coi mấy chị ơi, quá đẹp giùm em gái chưa? Trời ơi, xinh xỉu chưa? Có túi cho em luôn nha các bà nha, có túi luôn. Trời ơi, màu đen nè mấy chị ơi. Em mới thiệt sự luôn cái bộ này mấy chị. 109.000. Trời ơi nó rẻ mấy chị ơi, mà cái phơn của nó thật sự luôn. Mặc thể thao giùm em nha mọi người nha, đi về giùm em nè. Rồi Quý Trần Thị bộ màu đen nè, rồi còn bộ màu đen cuối cùng luôn mấy chị. Có 109.000 mấy chị ơi, nó quá rẻ luôn mấy bà ơi. Mà cái phơn của nó lên nó thật sự với bà chế luôn, nó đẹp xuất sắc luôn nha. Đây. Đẹp quá à. Nè mấy chị, có đi về nè, mê ghê luôn á, mấy cái bộ này mới thiệt luôn á. Qua hè mấy chị mặc cũng còn được luôn nha, không cần mặc khô đông đâu mọi người ơi. Tại vì cái vải của nó là vải hàng mua zip mấy chị. Vải nó là tương đối thôi, không quá dày mà không phải là gọi là quá mỏng nha mấy chị nha. Không phải là hàng mà quá dày mà không phải là hàng gọi là hàng quá mỏng giùm em luôn. Hàng của nó rất là tương đối cho mấy chị luôn nha mọi người nha. Phải lẽ nó là hàng gọi là hàng thun mà loại xịn mấy chị. Nên là cỡ nào mấy chị mặc cũng được hết trơn đó bà. Mùa nào mấy chị mặc cũng được hết nha. Rồi để em tí xíu luôn. Đây mấy chị, em còn đúng một bộ duy nhất luôn nha. 109 mấy bà ơi, ai không hết giùm em luôn bà. Em kết thúc mẫu luôn đi. Còn đúng có một bộ một và 109.000. Quá dễ thương luôn, hàng thể thao nha. Hàng thể thao giùm em luôn. Em có thiệt luôn, lâu lâu mới về hàng thể thao mọi người. Tại vì cái bộ này nó quá đẹp nên em mới về thôi á. Chứ bình thường em không có về hàng thể thao đâu mấy chị. Ít khi nào em về hàng thể thao lắm. Rồi em còn đúng một bộ nha. Ai lấy bộ chốt em luôn, 109 kèm xứng thoại. Hàng đẹp quá. Không lẽ giờ còn có bộ bắt em mặc lên. Trời thiệt luôn á. Ai thương tình hốt luôn giùm tôi coi, treo bộ này lên coi. Qua mẫu giúp em luôn. Rồi để em la cái này xong đi nha, em la cái set xong đi mấy chị. Cái em lên cái set này xong đi, rồi em lên cái áo cờ, em lên cái áo LV cho cái áo LV bữa hôm về không kịp bán luôn á. Trời ơi, bữa nay về cái set này trời ơi xỉu luôn. Bữa nay về cái set này vùng dài nữa chứ chết người thiệt. Cái bữa em về cái set này em về màu em về quần đùi. Bữa nay em về cái set này vùng dài nè. Hàng thể thao là quá đỉnh cao luôn. Chưa áo lan chị chưa có lên, bé ơi đợi chút xíu chị lên nha bé.
Rồi. Mấy chị ơi cái set này mấy chị ơi em nói thiệt sự luôn mấy bà ơi. Bà nào mà mặc ra đường mà không sang thì thôi á. Bà nào mặc áo ra đường mà không sang thì thôi luôn á mọi người. Form này giùm em những bà trẻ nha, 58 kg độ lại mặc đẹp giùm em. 58 kg độ lại mặc đẹp giùm em nè. Còn móc không? Móc hết rồi. Hồng, đen, đỏ, vàng và xanh. Hồng, đen, đỏ, vàng và xanh nha. Bây giờ em sẽ lên cái set này cho bà gái coi nè. Rồi em sẽ mở màu để cho xem. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Set này mới thật sự em bán bà trẻ bao nhiêu? 99.000 một set. 99.000 giùm em nha mọi người nha. Nguyên một set quần dài giùm em luôn nha. Sang cực kỳ luôn. Sang cực kỳ giùm em. Để em xíu lên cái set này cho xem nè. Quá đẹp luôn. Ơi về nhà có mấy bữa mà lên thấy nó đen quá tiền ha. Mà sao nó làm cách nào để nó ngồi tự nó ngồi dậy đây nè. Cái khúc đó là quan trọng rồi nè. Dạ rồi ok chế. Trời ơi cái set này nó sang quá mọi người ơi. Trời ơi có túi cho em luôn nha. Thôi cái set mấy chị. Trời ơi nó thiệt sự luôn á. Cái set này mà mấy bà chứ không lấy nó là thôi luôn mấy bà gái ơi. Quá đáng tiếc cho mọi người nha. Quá đáng tiếc luôn. Set này có 100. Có chị có bao nhiêu ta? 99.000 một set giùm em thôi mọi người. 99.000 mấy chị. Xị bộ này 85.099.000. Trời ơi trời coi nè mấy chị ơi. Cái tay của nó nè. Trời ơi quá đẹp giùm em luôn. Trời ơi trời. Đủ nè. Có trắng màu trắng sang chết người luôn. Vàng nè. Xanh nè, hồng nè. Nè như da nè, quá đẹp. Quá đẹp nha mọi người nha. Màu đen nè mấy chị. Có nu chưa? Có nu nữa nè người ơi. Ồ cái này sang quá trời, em nói thiệt luôn á mọi người không lấy là mọi người tiếc dữ lắm, mọi người tiếc nha mọi người ơi. Ồ em về cái này được có mấy chục set à. Em về được có mấy chục set thôi nha. Rất là ít luôn. 99.000 em nói thiệt luôn. Không có ai bán cái set này 99.000 hết trơn trời mấy bà. Riêng cái hàng này nhà em đi thì đỉnh quá luôn. Thì là đỉnh quá luôn rồi. Em đang mang là màu xanh. Chốt liền nha. Màu nâu. Quá sang luôn nha mấy bà trẻ nha. Không mua là tiếc chết luôn. 99.000 bộ. Trời em thiệt luôn. Set này ra kiếm 99.000 trời. Trời ơi trời. Mơ giùm em đi. Mơ giùm em một giấc mơ thật dài đi nha mấy bà nha. Hốt liền. Kẹo không thôi là hết. Ly phản đấy. Ly phản đấy màu đen nè. Ly phản đấy màu đen nè. Rồi chốt cho em. Màu nâu nha. Cái quần thì mấy chị biết rồi, hai em sẽ dơ màu áo thôi mọi người ơi. Em dơ màu áo thôi. Em nói thiệt luôn mấy chị coi cái tay của nó nè. Lên cái form rất là sang chảnh luôn. Trời ơi, bữa nay về quần dài nữa nha mấy chị. Bữa nay về quần dài nữa không ai làm lại luôn á. Màu đỏ giùm em. Trời ơi trời có cái màu đỏ kìa. Màu đang mặc chị Sa Huỳnh. Màu đang mặc chị Sa Huỳnh em ok nè. Quá sang luôn màu đỏ nè. Cái áo màu gì là cái quần nó màu đỏ giùm em nha cả nhà. Áo màu gì là cái quần màu đỏ nó đi nguyên cây như thế này thôi. Cái nơ nó phối là lên cái màu khác thôi nha. Rồi. Hết đen rồi chị. Hết đen rồi. Hết đen rồi nha. Màu vàng. Trời ơi má ơi. Cái màu này em có thiệt luôn á. Em có thiệt luôn á. Không biết cái màu nào gọi là xấu luôn á mọi người. Không biết màu nào gọi là màu xấu luôn á mấy chị. Màu hồng giùm em đi. Trời ơi em có thiệt sự luôn. Cái set có 99.000 à. 99.000 một set giùm em thôi nha. Chị Sa Huỳnh em chốt màu xanh đang mặc chị Sa Huỳnh rồi. Em chốt rồi chị đẹp ơi. Lên màu mấy chị ơi, 99.000 một bộ giùm em luôn. Tình yêu ơi, em nói thật sự luôn cái set này. Mấy gái ơi 99.000, mấy tình yêu ơi, chỉ có 99.000 thôi. Vải của em nè mấy chị ơi, là lên hàng vét nha. Vải là phải thở may vải, vải vét cho em. Vải rất là dày dặn luôn mọi người ơi. Vải dày dữ lắm. Trời ơi, mấy chị mà nhận hàng cái bộ này mà em nói thiệt sự luôn. Bà nè, mấy chị coi nè. Em dơ cái áo lên mấy chị thấy không, hàng xịn mà em dơ cái áo lên mấy chị thấy được ra được cái form liền. Nó ra được cái form liền cho mấy chị đẹp của mình luôn á. Không có cần em phải mặc lên luôn á nè. Mà em mặc lên mấy chị không? Đi tìm giùm em, đi tìm giùm em cái khuyết điểm cái bộ này đi. Bao nhiêu tiền? 99.000 một bộ. Dạ, bữa hôm em về quần ngắn rồi, bữa em về quần dài nha tình yêu. Bữa em về quần dài cho mấy chị luôn. Trời, cái set này nó sang chết luôn á trời. Đi đâu cũng đẹp giùm em nha mọi người nha. Mặc đi đâu cũng sang luôn. Trời ơi, coi nè. Màu giùm em nha mấy chị. Màu hồng 99.000. Quá rẻ. Em nói thiệt sự luôn á mọi người ơi. Cái set này đi đâu ra 99.000 trời.
bao giờ có giùm em đâu mấy chị ơi. Bây giờ hiện tại bây giờ em còn màu xanh đang mặc nè, màu xanh đang mặc giùm em nè. Ô quên màu xanh hết rồi, màu xanh cho Nhi da rồi. Màu xanh là em hết nha. Bây giờ em lên màu lại cho mấy chị đây, 99.000 một set giùm em thôi. Rất là sang cho mấy chị đẹp của mình luôn. Em có màu hồng. Màu hồng nha, lấy hồng chút hồng giùm em. Rồi màu vàng giúp em. Màu đỏ và lại màu nâu, hồng vàng đỏ nâu. Cái này em còn có vài bộ thôi nha mọi người nha. 99.000 một bộ giùm em mấy chị ơi, quá rẻ cho mấy chị đẹp của mình luôn, em mới thật sự luôn á. Nè coi nè. 99.000 là mấy chị nè. Trời ơi coi sang dễ sợ không? Má ơi trời luôn á. Nó đẹp tao nói hú hồn con chim én nha mấy bạn nha. Hú hồn con chim én giùm em chiếc này luôn. Trời ơi đẹp quá trời. 99.000 một cái bộ đồ như thế này luôn hả trời. Quá đẹp luôn nè, coi nè mấy chị ơi, màu đỏ giùm em nè. Trời ơi lễ Tết rồi mặc ở nhà mấy cái bộ này mới thật sự luôn, ra đường đồ này kia đi chơi là quá sang luôn. Cái màu nu giùm em. Cái màu nu nè mấy chị. Trời ơi trời, không có kén một cái gì luôn mấy chị ơi, lên cái form của nó rồi mấy chị. Xỉu lên xỉu xuống cho em 99.000 quần có túi cho mấy chị luôn nha. Trời ơi bộ này mà tôi bán không hết là tôi nghỉ mấy bà ơi. Dạ chị ơi cái này là hàng, em không biết gọi là cái vải gì luôn nè mấy bà ơi. Vải của nó là cái vàng hàng mà lên vải sợi vải vét giùm em cho mọi người nha. Chất rất là dày dặn cho bà gái luôn. Nha chỉ có 99.000 thôi mấy chị ơi, hai bộ chưa tới 200.000. Hai bộ đồ mà chưa tới 200.000 nó thật sự là quá rẻ cho mấy bà luôn. Quá đỉnh cao. Xanh em còn bộ. Nâu em còn bộ. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Màu nào cũng sang hết trơn với bà gái hết trơn. Em sẽ lên cái bộ này màu hồng cho mấy chị nè. Em sẽ lên một bộ màu hồng nữa nha mấy bà nha. Cho bà thấy được cái form của nó. Trời ơi trời, tôi tức cái bộ đồ này ghê luôn á. Má ơi, bộ nào cũng vậy hết trơn. Trời ơi bà ơi, lên cái bộ đồ mà tao nói thiệt luôn á. 99.000 mỗi bà gái mà chê cái hàng nữa là thôi em bỏ tay luôn nè mấy chị. Em nói thiệt luôn á, lên cái hàng này mà 99.000 mấy bà chế không lấy là em bỏ tay em chấm cơ luôn. Em không biết bán cái gì cho bà luôn á. Em biết bán cái gì chiếc này mới thật sự luôn mà. Trời ơi coi này mấy chị ơi, màu nó sang hết sảy co bảy giùm em luôn các mọi người. Nguyễn Kha lấy một bộ xanh em chốt nè. Rồi em còn màu hồng nha. Màu vàng, màu nu với lại màu đỏ luôn. Trời ơi em nói thiệt sự luôn, cái set này quá đẹp quá rẻ luôn. Trời ơi trời, nó sang trời ơi luôn á. Nè kéo xuống giùm cái coi. Màu nu chị Ngọc Anh nè. Trời ơi mới thiệt luôn, bà gào nào lấy cái bộ đồ này về mà không đẹp thì thôi mấy chị ơi. Em mới thiệt sự luôn, có 99.000 nè mọi người. Mà cái form này giùm em nha mấy chị nha. 58kg độ lại mấy chị mặc đẹp giùm em đi. 58kg là auto dễ thương, auto đẹp. Hỏi nó nhiều. Hỏi nó nhiều nha. Quá xinh quá sang luôn, không có chưa. Trời ơi má ơi, cái bộ này mà 99.000 mà chê nữa bà nội ơi. Trời ơi trời. Trời ơi, lên cái bộ này 99.000 mà chơi là thiệt luôn á. Xỉu xỉu mấy chị ơi, xỉu xỉu thiệt xỉu luôn. Tức quá, lên cái bồng hồng nữa cái coi. Còn hồng, còn vàng, còn nu với lại còn đỏ giùm em nha. Hồng vàng nu đỏ mấy chị. Thứ em còn có 1 bộ một thôi à. Còn có lộn, thứ em còn có 2-3 bộ thôi. Tức quá trời luôn, cái bộ đồ 99.000 mà ơi, tức quá trời luôn mấy chị ơi. Tại vì nó quá sang mấy chị mà nó quá rẻ luôn. Nè, có cái màu hồng giùm em đi. Bữa trước em về cái bộ này là quần đùi rồi. Mình em về cho bà chế cái hàng này cho em lên quần dài cho chị đẹp của mình ha. 99.000 bộ. Trời ơi trời, má ơi luôn á. Xỉu giùm em luôn. Rồi em lên màu đây. Lên màu lần nữa rồi qua mẫu cái mẫu này luôn nha mấy chị nha. Tại vì nó quá sang luôn mấy bà ơi, mấy bà chê nó thôi. Vậy thì em không biết là mấy bà muốn mua cái gì và giá như thế nào luôn mấy chị. Nhìn cái sợi vải giùm em nha. Dạ xách đùi em không biết nữa chị, em không biết hôm nay em về xách đùi không nè. Tại vì nhiều mẫu quá, không nghĩ tới mấy ngày lận mấy chứ ơi. Hàng nó giặt vô cho em một làn luôn mấy chị. Bây giờ đang like từ từ chứ bà. Để em coi nó là cái mẫu gì để nha mấy bà nha. Rồi em có màu nè, màu hồng giùm em. Màu vàng giùm em luôn mấy chị, nguyên bộ quần dài luôn. 99.000 một set luôn. Yêu chưa, sang chưa mấy chị ơi. Quá xuất sắc giùm em luôn nè, Thanh treo lên Thanh. Màu vàng. Màu nu, hồng với lại đỏ luôn. Nguyên một set có 99.000 nha mấy chị. Đây. Xuất sắc trời, mai giùm em chưa một nút nè mấy chị. Cái lưng là em lên lưng chun cho mấy bà nha. Cái lưng là lên lưng chun cho mấy chị nè. Cái quần là quần có túi giùm em luôn. Áo là áo dây kéo phối nơ giùm em ha. Phơm mà may theo kiểu dạng baby doll giùm em. Trời ơi mấy cái hàng baby doll này mấy chị che khuyết điểm cực kỳ giỏi luôn nha. Bà nào mà bụng to bụng nhỏ lên cái em này một cái là không có cái bụng cho em liền. Nha bây giờ chế nha. Rồi màu nu. Màu xanh. Nó lộ màu xanh hết rồi, bây giờ còn đỏ nó thôi là hết. Nha, 99.000 một bộ giùm em. Ai lấy màu nào là mình cứ chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn là có đơn cho bà gái thôi nha mọi người nha. Màu rất là sang cho mấy chế luôn.
đây nè, 99.000 là màu đỏ giùm em thôi. Trời ơi, nó thiệt sự luôn, cái set này quá yêu thương luôn. Rồi em còn cái máy set nào là em hết nè. À, lấy set chút set giùm em luôn nha. Rồi lên cái áo LV giùm em đi Bảo. Quần 135.000 mấy chị, em còn đủ size nha. À, lấy quần nữa chút quần giùm em. 135.000 nè. Thu Lê lấy một set nô em chút chị Thu Lê nè. Thu Lê một set nô khỏi kẹt hết luôn rồi đó. Ok tình yêu luôn. Áo LV á. Có một rì hả? Không phải đâu, đồ 2 rì rồi, hết rồi. Đây con LV mấy chị. Con LV mới về hàng chứ bà luôn đây. Trời ơi con LV này mấy chị ơi, cho mà nó hot dữ dằn hot mấy chị. Nó hot dữ dằn hot giùm em luôn. Áo LV mọi người ơi, sỉ mẫu này cho em là 5 lẻ mẫu này cho em 55.000 áo mấy chị, 55.000. Vẫn như vậy với mọi người nha, chất bu rip giùm em luôn. Ha mọi người ha, form siêu xinh siêu xe giùm chị luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha mọi người. Em có màu màu vàng, màu trắng, màu nu, màu đỏ, màu đen. Xếp chị. Em lấy cái gì vậy Nguyên Lê? À em lấy chị xếp chị mặc thun là sao Lê Nguyên chị không hiểu nè. Chị không hiểu nè. Rồi. Thảo baby một ri nè. Đỏ với vàng cho chị bé Nhi nè. Đỏ với vàng cho bé Nhi nè. Ok nè. Hai màu nè. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha. Chia mỗi người được 5 cái hết hàng mấy chị ơi. Chia mỗi người được 5 cái giùm em hết hàng nha. Ai cũng có để bán nè. Nè, chia mỗi người được 5 cái hết hàng. Rồi lưu xe vỏn cái vàng. Lưu xe vỏn cái vàng. Ừ. Lấy áo luôn cho nó hết đi. Trời ơi cái áo này đẹp mấy chị ơi. Chị có áo sơ mi tay ngắn không em lấy thêm đủ đơn. Kiều Phương có em ơi. Có giùm chị nha. Có chị gì Thảo Baby có nha chị ơi. Trời ơi cái áo này mấy chị ơi nó dễ thương mấy chị. Trời ơi em nó thiệt sự luôn, đỉnh cao mấy chị ơi. Cái chữ đây là thêu nè. Cái chữ đây là chữ thêu cho em nha. Thêu luôn nguyên cây giùm em luôn mấy chị. Rồi sỉ 33 lẻ mẫu này cho em 45.000 cái áo mấy chị ơi, hàng tay dài luôn. Chân váy đợi chút xíu nha, chân váy đợi chút xíu chị lên liền luôn cho chị lên cái áo này chung với lại chân váy cho cả nhà xem luôn. Chân váy 65.000 cái. Trời ơi mấy chị ơi có cái chân váy này tiền lấy không? Xuất sắc luôn. Trời ơi, ba màu. Mấy chị lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em, chân váy này nhà em free size 55kg đổ xuống là mặc vừa chân váy giùm em nha. Rồi ok chưa? Em chốt nè, Phương Họa đủ màu. Màu trắng đen đỏ nu. Áo tay dài 45.000 cái nha. Cái gì? Rồi ok, áo đủ màu Tường Vi, áo đủ màu Phương Họa. Như da. Cái gì? Ai lấy đỏ trắng? Lucia vỏ trắng. Áo đủ màu Tường Vi. Áo 45.000. Áo đủ màu cho Tường Vi, màu gì đó anh? Áo đủ màu cho Phương Huệ. Xét chị mặc 99.000. Kim Xuân Nu. Xuân Nu Trần Xuân Máy Trắng. Kiều Phương Nu. Chân váy 65.000 giùm em. Thấy em như da. Ri áo có rồi. Đen. Đen hả? Cái này có màu xám nữa mấy chị ơi. Có màu xám nè anh ơi. Màu xám nè. Kia cho mỗi người có màu xám nè. Em quăng cho như da Ri rồi chưa đúng không? Rồi ok luôn. Áo trắng cho Yến Vi. Áo đen cho Duyên Lê. Rồi ok. Như da chân váy mộng Ri. Chân váy sỉ 52 nha mấy bà. Chân váy sỉ 52 giùm em. Cái gì? Sao hình áo trắng. Sao hình áo trắng em ok luôn. Rồi mấy chị áo em còn hai màu mấy chị, màu xám và màu đen giúp em. Trời màu xám dễ thương quá à. Chân váy phi size em ơi, chân váy phi size giùm chị. Nha. Dạ rồi em lên form chân váy liền luôn các bác ơi. À set em đang mặc là 99.000 một set mấy chị. 99.000 giùm em nha.
áo 45.000, set em đang mặc là 99.000. Em có màu nha bạn, màu này trắng nha cả nhà ơi, đây. Màu giùm em. Đó, màu đỏ, màu vàng với lại màu hồng, đỏ vàng hồng với chị nha, 99.000 set giùm em thôi. Ai lấy set chút set kèm số điện thoại giùm em luôn nha. Có thì cho em màu một ly, chân váy có, chân váy không có size nha. Ok ok, chị không lấy size cho em luôn. Phương Ngọc cho em, Phương Ngọc hai chân váy. Phương Ngọc hôm nay chị chốt đơn cho em nha Phương Ngọc ơi. Hai chân váy em lấy màu gì bé ơi, màu gì cũng được nha. Chân váy nè. Rồi em lên form chân váy với chị. Chân váy 65.000, rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái chân váy này thật sự mấy bà ơi sang lắm. Lát hồi cái chân váy này mặc biết mặc chung gì không mấy chị, mặc chung với áo lông là hết sảy qua bảy luôn. Cái chân váy này phải mặc chung với cái áo lông cho em nha mọi người nha, nó đẹp. Trời ơi, nó hú hồn. Rồi em lên chân váy mấy chị ơi. Mấy chị nhìn thấy rõ đúng không mấy chị? Trời ơi, cái chân váy nhà em, trời ơi nó sang mấy chị ơi, nó thiệt sự luôn, nó sang mà. Không còn gì để nói luôn các bà ơi, em lên màu đen nha. Áo trắng lên chân váy đen cho mọi người nè. Chân váy 65.000, áo 45.000 cả giùm em thôi. Xem đang mang là 99.000 nha mọi người, 99.000 giùm em. Ừ, chị lấy hai cái hai màu cho em đó. Để em xíu mấy bà ơi. Lên phone cho bà chế, cho bà chế tự tính bà chế lấy đây. Hàng này đẹp quá trời. Rồi, có lớp quần bên trong không chị? Dĩ nhiên là có rồi gái ơi. Dĩ nhiên rồi mấy chị, đừng hỏi em. Đừng hỏi em chân váy có quần trong không mọi người. Dĩ nhiên là có rồi mấy chị ơi. Chân váy mà không làm lớp quần bên trong rồi sao mấy chị mặc? Thế thì sao mấy chị mặc đây? Tại vì chân váy lên lúc nào cũng ngắn hết trơn á, mà mấy chị không có quần bên trong sao mấy chị mặc đây bây giờ đây? Cỡ nào cũng làm phải làm lớp quần trong chứ, cho mấy chị hết trơn á. Quý Trần Thị chân váy đen, bé Như chân váy trắng. Trời ơi mấy chị sợ luôn á. Cái chân váy này mặc giống y chang như là kiểu như là Hàn Quốc luôn á trời, dễ thương gì đâu quá mọi người ơi, sang lắm mấy chị ơi. Để em xíu nha mấy chị, để em chỉnh lại. Kéo lên nhìn trang Thanh, nó bị kẹt cái gì rồi. Rồi rồi. Trời ơi trời, cái áo chứ, cái áo này thần thánh ghê, áo này đẹp ghê luôn á trời. Cái áo siêu phẩm luôn á cả nhà. Cái áo này thật sự là siêu phẩm luôn á chị coi nè. Chữ là chữ thêu giùm em ha. Dáng áo là dáng tay dài giúp em luôn mấy chị ơi. Rồi chân váy giùm em ha mọi người ha. Phần trên là ôm mọi người, phần dưới là nó xòe giùm em mấy chị, phối hai cái túi giả giùm chị luôn. Rồi áo giùm em nha mọi người, có còn hai màu nha, còn hai màu giùm em. Đây. Màu em đang mặc mấy chị là màu xám nè, ở lộn màu xám và lại màu đen. Còn đúng hai màu mấy chị ơi, nhìn cái họa tiết của... nhìn cái gân của em đi mấy chị, nhìn cái gân của em mấy chị ơi, nhìn là biết hàng đẹp liền luôn mấy bà ơi. Mà chị có 45.000 cái thôi mấy bà chị ơi, quá rẻ cho mà em chưa, quá rẻ quá xịn chưa. Rồi áo này nhà em có hai màu nha, xám với lại màu em đang mặc là màu đen. Ai lấy màu nào mình cứ chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Chỉ có 55.000 một áo, 45.000 một áo giùm em thôi nha cả nhà, có hai màu đen với lại xám. Ai lấy màu nào thì mình cứ chốt màu kèm số điện thoại giùm em. Dạ rồi đây mấy chị, chân váy đen. Ồ Trang kêu cho quăng chân váy không ta, màu gì vậy, đen cái trắng hả? Chân váy này nhà em free size dưới 4 dưới 53 kg, dưới 55 kg là mấy chị mặc vừa giùm em. Dưới 55 kg là mấy chị mặc vừa giùm em nha. Rồi lên chân váy. Ok, chân váy đen cho Nguyễn Phước nè. Rồi. Mấy cái form chân váy này nhà em là 55 kg độ về nha mọi người nha. Có 55 kg độ về là mấy chị mặc vừa giùm em luôn nha. Trời ơi thiệt sự luôn, cái chân váy nó thần thánh, nó đẹp xỉu mấy chị. Đẹp xỉu luôn á cả nhà, họa tiết của nó làm đẹp sang lắm mấy chị ơi, sang cực kỳ giùm em luôn. Đây giùm bà chị nha. Đằng trước của nó đó chị nè, nó là cái dạng chân váy ôm đằng trên nha mọi người nha. Ở dưới thì nó xòe nhẹ như thế này giùm em nha. Ở trên nó là ôm, ở dưới nó sẽ xòe nhẹ cho mấy chị em như thế này luôn. Và chân váy này chỉ có 55.000 cái, ở lộn 65.000 một em thôi mấy chị, 65.000 một em chân váy nha mọi người nha. Cái này mấy chị ơi, lên cho em áo lông mấy chị, nó đẹp. Ôi ôi, khỏi phải chê luôn. Đây. Quá sang quá đẹp cho mấy chị luôn nè, quá sang quá đẹp giùm em luôn nha. Ai lấy chân váy chốt cho em liền. Chân váy kèm xuyên thọ giùm em mấy chị. Coi nè, màu nút nè mấy chị, màu nút đẹp quá. Thiệt luôn á. Trời ơi, màu nu mà lên áo đen nè mọi người ơi, nó sang gì đâu mấy chị ơi, nó dễ thương ghê luôn mấy bà chế. Đây nè, ai lấy chân váy, ai lấy chân váy nu, chúc chân váy nu giùm em nha. Chân váy nu rồi mấy chị cứ mua về mấy chị mặc là siêu siêu xinh giùm em luôn. Ri trắng ri nu cho Phương Huệ. Ri trắng ri nu. Rồi bây giờ em chỉ còn áo chân váy còn màu đen thôi. Hết.
Rồi à, gì ta, đen còn hai cái nè, đó trắng còn hai cái thôi. Chân váy 58kg không vừa mấy chị. Chân váy này nhà em là phải dưới 55kg thôi nha mọi người nha. 58kg phải cao trên mét 6 mới vừa mấy chị ơi. Nói chung là ai mặc quần M là mặc vừa cho mấy em nha mọi người nha. Còn ai mặc L là không có vừa. M với S thì mặc vừa cho mấy em nha. Rồi đây em sẽ lên cho bà chế cái áo lông luôn. Hôm nay áo lông về hàng rồi mấy chị. Hôm nay áo lông về hàng cho bà rồi nè. Trời ơi, mấy hàng đẹp quá mấy chị ơi, đợi chút xíu nha, mà sao có áo sơ mi xuất sắc luôn. Thấy em không? Ok quý Trần Thị, Mỹ Tâm Phạm chị thấy em. Trời ơi mấy chị ơi, áo lông mới về hàng 85.000, em áo lông mấy chị. Trời ơi, đợi xíu nha, em lên phong áo lông cho. Chân phải lên một ri đi chị, ok em. Hết rồi em ơi, còn đen rồi bé ơi. Giờ còn đen rồi, hết màu rồi, hết trắng rồi, nu. Trắng nu rồi, hết rồi. Kéo lên cho em. Trời ơi, hôm nay có một mẫu áo khoác của nó thiệt xỉu quá em. Phải nói là nó quá đẹp luôn á chị, chứ mà là đẹp nữa nha. Hôm nay em mới thật sự có một cái mẫu chân váy. Còn một mẫu áo khoác đẹp lắm luôn. Hàng Quảng Châu quá chị ơi. Phơm to nha cả nhà, phơm to cho em nha. Còn cái áo quá chị ơi. Trời ơi, cái dáng áo lông tay lỡ. Cái dáng áo lông tay lỡ mấy chị. Bình thường em về cái phơm này nha mọi người nha. Dạ còn áo thun chứ chị, em còn áo thun nhiều lắm. Trời ơi, em nói thiệt sự, em nói thôi, cái chân váy này mà nó lên cái áo lông rồi mấy chị ơi, nói rất rất là đẹp cho em nha. Cái chân váy này mấy chị ơi, lên áo lông cho em luôn là đỉnh cao. Em nói rồi, cái chân váy này lên áo lông rất là sang luôn. Cái mẫu này cho em sỉ là 70 và lẻ là 85.000 một cái áo lông. Trời ơi, coi nè mấy bà, chết người không. Coi có họa tiết lông mấy chị. Cái hàng lông này nè. Trời ơi mấy chị ơi, coi nè mấy chị. Sang không mấy chị, đẹp ghê hồn chưa. Màu giùm em đi. Màu giùm em đi mấy chị. Màu nu, màu trắng và màu hồng. Vẫn là những cái màu căn bản giùm em nha. Nu, trắng và hồng nha mọi người nha. Trời ơi, cái sợi lông của nó thật sự luôn mấy chị ơi. Sang lắm luôn cả nhà ơi, coi giùm em đi mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Màu hồng giùm em nè. Màu trắng giùm em nè. Em nói thiệt luôn á. Trời ơi, áo lông đang hot, hot ơi là hot luôn mấy bà nha. Hot mà nó hot thấy sợ luôn á chị. Hot mà là hot thấy sợ cho em luôn nha mấy bà nha. Có ba màu giùm em luôn, màu nu, màu trắng và lại màu hồng giùm em. Đợt này giờ áo lông đẹp nhất nhóm cuộc tình cho bà chế của em luôn. Chân váy em đang mang nha mọi người ơi, 65.000 phải không? Chân váy em đang mang là 65.000 một cái chân váy giùm em ha mọi người ha. Áo lông này nhà em là 85.000 một em nha. Áo có ba màu ha, áo có ba màu giùm em, màu nu, màu trắng và lại màu hồng giùm em, nu trắng và hồng. Ai lấy màu nào mình chốt màu mình kèm xin hỏi giùm em luôn nha. Quá đẹp. Áo lông trời ơi, má ơi, bé Nhi áo hồng, Nguyễn Phước áo lông, áo lông trắng ok la. Trời ơi cái form mấy chị ơi, nó phối theo kiểu mà bèo tiểu thư á mọi người. Bèo mà kiểu như là cô hầu gái mấy bà ơi, mặc xinh cực kỳ giùm em luôn nha mấy bà chị nha. Mặc xinh lắm mấy chị ơi. Trời ơi coi nè, dễ thương ghê không? Dễ thương quá à. Bữa nay phải đem một cái túi màu tím qua cho nó nhìn cho nó mộng mơ coi. Trời ơi, nhìn mấy bà ơi, cu te phô mai que hạt me không? Quá cu te phô mai que hạt me luôn nha mấy bà nha. Trời ơi, cái áo lông mấy chị ơi, chỉ có 85.000 một cái giùm em thôi. Hàng này ở ngoài thị trường đang bán là 200 mấy một cái nha mấy chị nha. Riêng cái hàng lông này giùm em nha. Nhìn kỹ cái lông giùm em đi mọi người. Rất là đẹp chưa? Trời ơi, chê ở đâu ra đây bây giờ? Dạ, trời ơi chị ơi, em đang mặc màu trắng là tình yêu ơi. Em đang mặc màu trắng là tình yêu nha. Trời ơi, cái hàng này của em là hàng đỉnh cao luôn nha mấy chị. Xuất sắc luôn. Bé Nhi lấy áo hồng có chưa qua cái nào phải không? Bé Nhi áo hồng.
Nguyễn Phước áo lông trắng, dạ chân váy một ly là 5 cái mấy chị ơi. Rồi, có đầm bầu mặc hợp không? Bây giờ em không có biết là có cái mẫu nào không. Chị đợi em một chút xíu em coi có mẫu nào chị mặc được không nha. Có thì em sẽ thông báo cho mấy chị là cái này bầu mặc được nha. Có là em sẽ thông báo liền. Đủ màu cho lê mơ. Em này mặc sang quá đi. Đây, chân váy ri 5 cái rồi lê mơ ơi. Chân váy có 5, có 65 ngàn cái chân váy cho mấy chị. Quá đẹp luôn. Túi, túi nhiêu vậy chị? Túi này hay em, túi này có 75 ngàn, 79 ngàn à. Túi có 79 ngàn thôi. Hả? Tường Vy một ly đen nè, lê mơ một ly đen nè. Rồi ok. Trời ơi, mới thiệt sự cái áo chu cha mà ơi. Coi nè các bà ơi, xinh dễ sợ xinh giùm em chưa. Rồi ok, cái túi xinh kia à, sao em giờ mới biết luôn. Cái túi này hôm bữa chị về được có mấy cái à. Chị la có xíu là hết sạch luôn á. Rồi, áo lông giùm em nha khách nha. Rồi em còn có 1, 2. Em còn đúng có 3 màu là em hết mấy chị ơi. 3 màu là em hết nha mọi người nha, 79 ngàn. 79 ngàn nha mọi người. Em còn cái túi, còn cái túi túi tím. Ai là túi tím chút, túi tím em. Dạ không chị, mấy cái túi này nhà em toàn là túi phụ kiện thôi mọi người. Là có nghĩa là đeo cho vui nhà vui cửa thôi chứ không đựng được gì đâu nha. Đeo cho có, đeo với người ta thôi nha mấy bà. Ừ. Đeo cho có, đeo với người ta thôi chứ trời ơi cái màu hồng dễ thương quá mấy chị ơi, thiệt mới chết. Còn cái cổ của nó là dạng như kiểu cổ bèo, kiểu cổ lỗ lem nha mọi người nha. Trời ơi, em thật sự cái áo quá đẹp luôn. Vi ly một áo lông trắng em đang mặc. Ok chị Vi ly luôn nè, em còn lông kem và lông hồng là em hết. Lông kem và lông hồng đi mấy chị. Quá sang luôn, 85 ngàn cái thôi nha mọi người nha, lông kem. Trời ơi, cái áo mấy chị đẹp quá à. Thiệt sự luôn mọi người. Coi nè, sang dễ sợ sang chưa. Lông kem và lông hồng là em hết nha. Ai lấy lông chút mã lông cho em liền luôn. Lông còn có 3-4 cái là hết hàng luôn nha, 85 ngàn mấy chị, đẹp ghê ha. Kem luôn cho Hoài Bảo. Rồi còn kem với hồng hai màu cuối cùng, ai lấy chốt em kèm số điện thoại giùm em luôn. Rồi ok, Phương Huệ còn hai cái. Hết hàng. Rồi qua giùm em mấy chị. Một. Cái này nó sẽ ghi hai mẫu, một cái là tay dầm, cái là tay ngắn á. Ngắn nè. Trời ơi con bu xì này hot ơi là hot luôn. Ta gái Nhật Á, Sita Yama hê. Đây mấy chị, áo Gucci rất là dễ thương luôn. 45 ngàn giùm em nha. Trời ơi, mới thiệt sự luôn. Cái con áo đã đỉnh cao chị ơi, khách hỏi rất là nhiều luôn. Trời ơi, về hoài luôn. Về hoài mà không bao giờ gọi là đủ cho khách luôn á mấy bà. Về hoài mà không bao giờ đủ cho khách luôn á. Dạ 45 ngàn giùm em, áo Gucci. Màu kem, màu kem, màu cam, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Sỉ 32, ơ 32 đúng rồi, sỉ 32. Chốt màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn nha mấy chị. Ê, sao đếm đủ coi 10 không vậy? Đó là như 11 á. Nó như 11 á, phải không? Rồi ok, đủ áo cho Hạnh Lê. Nó đẹp lắm mấy chị ơi. Cam nè, trắng nè, đỏ đen nè, quá sang giùm em luôn. Hạnh Lê nè. Ok la nè. Trời ơi, áo đẹp xuất sắc luôn mấy bà chế của em ơi. Rồi hai có đỏ em ơi, hết đỏ rồi bé ơi. Ở đỏ đỏ có nè, phương ngọc hả, phương ngọc hai cái có đỏ nè, đen cho Hạnh Lê nè. Rồi còn trắng với kem hai màu giùm em mấy chị. À, Mỹ Tâm Phạm ơi, đổi màu giùm em đi, còn trắng kem hai màu giúp em nha chế ơi. Ri Chi Nhi da có rồi luôn, còn trắng kem hai màu mấy chị ơi, đổi màu giùm em nhá, đổi màu giùm em. Quá đẹp luôn. Trời ơi, cái màu trắng nè, cái màu này gọi là cái màu mà Tường Vy đủ màu chết mẹ quên. Rồi chia cho Tường Vy hai cái luôn rồi chia bỏ vô kia nữa đủ. Chia cho Tường Vy đủ màu đi. Thêm cái màu đen nữa. Bỏ cái trắng vô kia là xong đủ luôn á. Rồi qua mẫu giùm em luôn. Chân váy ghê nè. Đi ra. Ừ, cho mấy tầng á. 83. Mỹ Tâm Phạm áo kem. Huỳnh Hồng áo kem. Anh Đỗ áo đen. Kìa, hai kem kìa, một cái đen kìa. Trời ơi, mấy bà ơi chết người thiệt sự luôn, cái chân váy. Anh Đỗ hết anh ơi. Còn có hai cái kem thôi, còn hai kem cho Mỹ Tâm Phạm với lại Thanh Hồng.
dân váy tầng đợt này về cho mấy chị 75.000 nè, có màu trắng nữa nha. Ừ, có màu trắng cho em nữa. Mấy nghe bà ơi, báo lộn giá nha bà, cái này xỉ có 63.000 thôi nha mọi người, chứ bà xỉ 65 nha. Xỉ 63 à. Lẻ 75.000 cái giùm em nha. Rồi chân váy giùm em. Rồi chân váy này nhà em mà nói là chân váy thần thánh mấy chị ơi. Chân váy dập ly 3 tầng nha mọi người nha. 75.000 một cái chân váy này giùm em. Cái giá hiện tại mấy chị, cái giá hiện tại ngoài thị trường nha. Ok em yêu. Cái giá này ngoài hiện tại ngoài thị trường giùm em nha mấy bà chị nha, một cái chân váy này phải rơi vào 200, 230, 240 một cái. Gá nào bán rẻ rẻ bèo bèo mấy bà ơi, cũng 170, 180 một cái giùm em nha mấy chị nha. Chứ không ai bán cái chân váy này là 75.000 đó mấy bà. Hàng giùm em 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, hàng dập ly luôn. Và nó có 3 màu giùm em nha. Cái em này mấy bà ơi, khách em mặc lên, trời ơi, chụp hình cho em xem dễ thương vô cùng mấy chị ơi. Dễ thương vô cùng giùm em luôn nha mọi người nha. Khách chụp hình qua luôn, sang lắm luôn nha. À, ok Vili, đợi chút xíu em lên liền luôn rồi mà gái ơi. Đây, 3 màu giùm em nha mọi người nha. Đủ màu nhân hạn. Vậy lấy một cái màu trắng giùm trẻ đi. Ờ, một cái màu nâu giùm trẻ đi. Xếp đỏ phía sau 38 kg. Bà cao, bà lùng lùng, bà nhỏ nhỏ con. Bà chịu khó về bóp nhẹ lại cho em. À, dạ không chị ơi, bữa nay em về chân váy này dài không nha chị, không có về ngắn nha. Màu nhân 2 phải không? Lấy một cái nâu nha. Ri trắng, ri đen. Bây giờ không có ri, không có hết hết ri trắng, ri đen rồi đây nè. Thêm cái trắng nữa nè. Rồi còn hai cái trắng thôi, Tường Vi. Bây giờ còn hai trắng với lại một nâu. Lấy hai trắng một nâu giùm chị đi nha, hai trắng một nâu nha. Như da có một ri hết trắng rồi. Có một ri hết trắng rồi, ri bên kia hai hay ba cái trắng vậy thôi. Ừ, bây giờ em còn một nâu thôi, ai lấy nâu chốt nâu giùm em thôi mấy chị. Nâu giùm em nha mọi người nha, đúng hai cái nâu cuối cùng mấy chị ơi. Hai cái cho bé Phương là kết thúc. Hai cái cho bé Phương là kết thúc. Ok, như da có rồi. Rồi lên tiếp giùm em mấy chị, áo sơ mi. Mới về một cái đợt luôn. Xỉ 55.069. Đây chị nào hỏi em sơ mi tay ngắn Đào Thùy Gia Bảo. Chị lấy tờ, Đào Thùy Gia Bảo lấy một cái nâu rồi bảo. Đào Thùy Gia Bảo một cái nâu, chị Tiên cái nâu. Vậy là Phương Huệ không lấy nâu rồi bỏ lại. Với lại Tường Vi không lấy nâu bỏ lại. Ừ, Tường Vi, Tường Vi với lại cái nâu nữa cho Đào Thùy Gia Bảo. Ừ, quăng qua. Rồi ok, cho em hai màu khác nhau được không? Được, em lắc rồi chị lấy thêm cái cho. Cái gì à Thanh? Màu nhân 2 cho Tường Vi. Sơ mi eo vì thần thánh 69.000. Trời ơi mấy chị ơi, cái này mấy chị lên quần ngố, lên quần jean cho em luôn là hết sảy có vậy nha. Sơ mi eo vì vải lụa mấy chị. Eo vì hàng lụa giùm em. Khỏi nó nhiều đi bà ơi, đẹp nhất nhói luôn. Tết tư mặc sơ mi là khỏi hết bài mấy chị. Tết tư mặc sơ mi là hết bài. Thiệt luôn. Rồi ok nè. Bé Phương nè, Tường Vi đó, có Tường Vi nè, bé Phương nè, đủ nè. À, 55. Tường Vi đủ nè, áo trắng vàng cho Kiều Phương nè. Kiều Phương nè, trắng vàng nè, quá đẹp luôn mấy chị em ơi. Trắng vàng nè. Có áo đen cổ vuông còn không? Trần Tú My còn nè. Rồi, trắng vàng. Kiều Phương nè, thêm vàng cho Tường Vi, thêm vàng cho bé Phương nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Trời ơi, nó thiệt luôn á. Gì? Em tổng cộng 13 cái nha, làm gì có tổng cộng 13 cái bà. Màu nhân 2 là mới có 6 cái rồi mẹ ơi. Sơ mi vàng cho Nguyễn Anh Thư nè. Sơ mi vàng nè, Nguyễn Anh Thư nè, ok nè. Rồi em đợi chút xíu đi cho em gọi coi lại màu nè bé ơi. Đợi chút xíu bà ơi, đây nè. Tường Vi ơi, Tường Vi màu nhân 2 là mới có 16 cái thôi. Thêm màu 2 nữa phải không, 1, 2 nè. Đẹp lắm, quần rinh lên chưa chị, lên rồi mà còn là Phương Huệ đẹp lắm luôn. Chị không đọc comment, ủa vậy hả? Rồi nè, đọc inbox hả? Inbox chị thấy em chọn trên line nên chị chưa có chùa đó. Rồi ok mấy chị, 3 màu giùm em nha khách nha, 3 màu giùm em. 69.000 cái áo lẻ giùm em mấy chị ơi, 69.000. 69.000 thôi nha mọi người nha, rất là rẻ luôn. Nha mấy chế nha, đẹp ơi, sang thịnh mịn giùm em luôn mấy chị. Quá xuất sắc một cuộc tình luôn, còn chần chừ gì nữa, hốt liền em này giùm em mấy bà ơi nè, màu trắng nè mấy chị. Sang lắm mấy chị ơi, mấy cái hàng này mấy bà ơi, cái sợi vải của nó đẹp cực kỳ giùm em nha. Đây, vải mấy chị tơ kiến giùm em luôn, hàng tơ kiến nha. Quần jean còn em ơi, quần jean còn 135.000. Xỉ là 120, đẹp lắm luôn. Quần jean thần thánh 135.000 cả giùm em mấy chị. Có size SML nha, thêm cái trắng với cái vàng nữa nè. Áo 69.000 cái thôi, và Thanh Hồng ơi, áo 69.000.
trắng vàng nè, thêm hai cái nè, ok nè. Rồi ô cáo đẹp lắm mấy chị ơi, mấy thiệt luôn, quá rẻ lắm mấy chị. Bao nhiêu mấy chị ơi, 65.000, 69.000 mấy chị ơi, nó rẻ bèo giùm em luôn nha mọi người nha. Đây, màu đen lại quá thật luôn, lên sơ mi màu đen là hết sảy của bà bảy luôn, lúc nào cũng sang, lúc nào cũng đẹp hết nha. Lúc nào cũng sang, lúc nào cũng đẹp hết luôn. Trời ơi, nhìn cá tánh lắm mấy chị ơi, màu đen, màu trắng với lại màu vàng giùm em luôn. Cái sơ mi này nhà khắp nhà em nha mấy chị nha, người ta lấy rất là nhiều rồi nha mọi người. Em về cái sơ mi này siêu không biết bao nhiêu lần rồi nha mọi người nha, không biết bao nhiêu lần rồi mấy chị ơi nha. Rồi em còn được 3 màu mấy chị, màu trắng, màu đen với lại màu vàng. Quá dễ thương luôn. Quần còn không chị? Còn Phương Huệ. Một ly cho Phương Huệ nè. Một ly cho Phương Huệ nè, trời quần đẹp quá. Nè, một cái cho Phương Huệ nè, cho Tiên La một ly luôn đi. Còn quần sọc xin không chị? Không, chỉ có quần screen, quần có màu một. Phương Huệ ơi, đợt này về quần có màu thôi, ba màu giùm em nha mọi người nha. Em nói thật sự luôn, cái nó đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Bao nhiêu tiền mấy chị? Có 69.000 thôi mấy chị. Cái này là hàng tơ kiến cho em, vải tơ kiến nè mọi người nè, thấy không? Cái sợi vải của nó mấy chị nè, lúc đậm lúc nhạt, lúc đậm lúc nhạt cho mấy bà ha, rất là xinh luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em liền, kèm em số điện thoại nha. 69.000 à, xỉu luôn. Rồi áo kiều đợi chút xíu chị lên liền luôn bé ơi nè. Sơ mi mấy chị đẹp quá ha. Đẹp ha, đẹp ha, đẹp ha. Eo vì, eo vì nha. Lên nhiều mẫu chưa chị? Lên cũng nãy giờ cũng nhiều. Út Nguyễn hôm nay có cái cáo khoác len của em về hàng. Út Nguyễn ơi, đẹp lắm Út Nguyễn ơi. Chỗ đẹp quá mấy chị ơi. Form này 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em nha, màu đen mấy chị. Sang quá trời luôn mấy chị ơi. Cái này mà lên nó hỏi mấy thiệt luôn, lên quần jean là cưng lắm mấy chị, thật lắm chị, lên quần jean ngố nha. Lên jean ngố cho em luôn là hết sảy luôn. Đây. Mấy cái này mấy chị lên quần jean ngố giùm em đi. Lên quần jean ngố đó thiệt quá bà ơi, lên hết sảy còn bảy luôn. Em lên cái set này cho bà cái coi nè. Em có 3 màu nha, em có 3 màu, 69.000 giùm em. Rồi. Chân váy mấy chị. Áo đang mặc hiện tại em hết nha. Rồi, chân váy quá dễ thương luôn. Túi 79.000 còn cái nè. Túi 79.000 còn cái giùm em luôn. Rồi, chân váy giùm em bao nhiêu tiền? Chân váy 65.000 giùm em. Có free size dưới 55kg là mặc vừa chân váy nha. Rồi. Áo chị mặc hết luôn rồi bé ơi, Luna Bi ơi, Luna Bi chị hết rồi, bây giờ chị còn sơ mi thôi. Rồi còn 3 màu giùm em, ai lấy chốt nè. Chị nhớ cho em xem áo đen nha. Áo đen nãy chị còn đâu rồi ta? Đây. Có màu đen em xem đỡ màu xám chị nha, tại màu đen giờ nó nằm ở dưới tận cùng địa ngục chị chưa nhìn thấy được. Dạ ngố 105.000 giùm em nha tình yêu, có hai. Có 3 size SML. Có 3 size SML giùm em. Rồi đây. Quá đẹp luôn. Cái này là huy hiệu là hàng theo luôn nè. Cái này là màu xám cho em mấy chị. Màu xám đen nha. Màu đen em có luôn. Đợi chút xíu em lên cho. Rồi bây giờ em lên quần jean ngố. Quần jean ngố 105.000. Lên chung lại cái áo sơ mi này cho mấy bà chế coi. Cho mấy bà chế tự tính, bà chế lấy nè. Cái áo sơ mi có 69.000 mấy chị ơi. Mà cái chất liệu nó thật sự với bà luôn nha. Nè coi nè giùm em đi. Tơ kiến cho mọi người. Đậm nhạt siêu xịn cho mấy bà chế luôn. Chân váy 65.000 còn được vài cái hết nè. Ngu rồi nè. Gái ơi gái vậy em coi lại giùm chị đi nha em. Coi lại like giùm chị đi nha bé yêu ơi. Chị mặc cái áo đó rồi em ơi. Chị dơ cái form thôi. Chị cũng còn có 1-2 cái em yêu ơi, chị mặc lên mất thời gian của chị lắm. Bây giờ em coi em đợi chị được tới cuối live chị bận lên cho em xem nha bé yêu nha. Bây giờ em lên mắt chị bận lên chị không có mặc được nè. Quần áo này còn mấy cái hết hàng luôn. Rồi lên tiếp hàng giùm em. Tại hàng chị hôm nay cũng tương đối là nhiều quá nên chị không có lên. Không có thể nào mà lên từng mẫu rồi mặc đi mặc lại với bà gái coi được. Mấy bà gái thông cảm giùm tôi đi. Trời ơi, mấy chị ơi, mấy thiệt sự luôn á. Cái áo này bà gái không lấy, bà gái rất là tiếc luôn, mấy thiệt sự, đẹp quá trời luôn. Cái áo này chỉ có 69.000 giùm em thôi nha mọi người nha. Rồi em có 3 màu nè. Rồi qua mẫu giúp em luôn cho nó lẹ nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt em, kèm em số điện thoại ha. 69.000 cái mấy chị. Có màu em đang mặc nè, màu đen ha. Rồi cái này là màu trắng nè, lên tiếp hàng giùm em đi người. Lên cho cái set 2 màu đen với nu đi. Lên cái set 2 màu đen nu cho em đi anh ơi. Kìa, set 2 màu đen nu đó. Đó, đúng rồi. Dưới kia kìa, cái cục ngoài cùng luôn chỗ anh ngồi đó. Rồi ok. Đây, màu trắng, màu vàng với lại màu đang mặc nha.
Rồi 69.000 cộng móc con kẹp lên nè. 69.000 một áo mấy chị, ai lấy áo chốt áo kèm số điện thoại giùm em luôn. Sơ mi trắng là chị Linh Nguyễn. Sơ mi trắng chị Linh Nguyễn chốt nè. Set thần thánh 95.000. Màu 2 cho Tường Vy. Lại là em đây. Lại là em đây. Lại là em xếp thần thánh của em đây mấy chị ơi. Lại là em nấu đây mấy bà ơi, 95.000 một set giùm em. Chưa bao giờ là hết hot. Thiệt sự luôn mọi người. Về bao nhiêu cũng không đủ với cái nư set này nha mọi người nha. Cái quần của nó là mấy chị ơi, nó là dáng quần dạng như quần xòe giùm em nha. Rồi có túi cho mấy chị đẹp của mình luôn. Nguyên một set này cho em nha mọi người. Giá bao nhiêu mấy bà chế? 95.000 giùm em ha. Cái set này em bán với à, chắc cũng gần cả trăm set rồi đó mấy chị, cũng gần cả trăm set rồi đó. Mà em về không bao giờ mà em có cơ hội em chia cho lẻ luôn á. Toàn là sĩ là hả, dành nhau hốt cái mẫu này không của em luôn á. Tiền cộng thông nóng tiền. Ừ. Hai màu đen với nu. Chỉ có hai màu thôi. Hai màu đen và nút thôi. Không có màu thứ ba nữa. Nha mấy chị nha, không có màu thứ ba nữa. Ok. Rồi, ai lấy màu nào mình chốt màu mình kèm số điện thoại giùm em. Đây đứng anh đứng nhảy chéo lên coi. Rồi ok giùm em đi. Nâu cho chị Nguyễn Nhi. Hai đen một nâu cho Hạnh Lê. Rồi, từ nè. Màu 1 nè, thêm một màu nữa cho Tường Vy nè. Hai đen một nâu nè cho Hạnh Lê nè, cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Hai đen nè. Một nâu nè. Nguyễn Nhi set nâu nè. Quý Trần Thị set nâu nè. Bé Kim set nâu nè. Bé Kim set nâu nè. Set này bữa em đặt sao chị không để chết mẹ rồi. Vậy là coi chừng bị lộn cho con nào rồi đó. Hèn chi tao nói ủa sao con nhỏ kia ít thiếu cái mẫu này. Con nhỏ kia nó nhiều cái mẫu này quá vậy. Như da nè, màu 3 nè. Hèn chi hôm bữa. Hôm bữa tao nói ủa sao nhỏ kia được nhiều cái này vậy trời. Nè, ok nè. Hạnh Lê thêm nu nè, Hạnh Lê thêm đen nè. Còn cái đen cuối cùng mấy chị ơi, hết nu rồi nha Hạnh Lê ơi. Xếp đen cho Thúy Hằng, Huỳnh Hồng luôn là hết. Hết luôn mấy chị ơi. Rồi tiếp tục giùm em đi mấy bà ơi. Trời ơi cái áo, trời cái áo này nó hai lớp luôn nè. Chết rồi, nó đẹp quá. Cái áo này mà lên phải nói là lên chung với lại cái chân váy thì ai mà chịu nổi đây trời. Trời ơi cái áo này đẹp xỉu, thiệt xỉu luôn mấy chị ơi. Kèm nơ cho em luôn nha. 69.000. Không nè. Trời ơi, lỡ báo rồi. Xị mẫu này cho em là 60 nha mấy bà nha. Lẹ mẫu này cho em mấy chị ơi. Em bán nhanh luôn, 69.000 cái giùm em thôi mấy chị. 69.000 nha. Tại lỡ báo rồi. Quan trọng cái tay của nó. Cái này mà lên chung với lại cái chân váy hồi nãy em mặc luôn. Hết bài, tiếp tục. Màu mấy chị. Màu nu nha mọi người, nó không hề mỏng. Nó không hề mỏng nha mọi người nha. Nhưng mà em vẫn làm cho mấy chị được hai lớp nha. Em vẫn lên cho mọi người được hai lớp luôn. Màu đen, màu trắng và lại màu nu giùm em. Đen trắng và nu cho em nha mấy chị nha. Rồi cái áo này giùm em mới chơi 69.000. Có sơ mi chữ ký không? Em có sơ mi NY rồi, em có sơ mi chữ ký rồi. Em còn sơ mi NY thôi. Cái này dưới đây gì mà nhiều dữ vậy ta? Đây 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 đây. Trời ơi, đẹp quá. À. Chốt nha gì. Rồi ba màu mấy chị ơi. Đen trắng lại nu giùm em nha. Màu đen là em đi ren đen cho mọi người luôn nha. Màu đen là em vẫn đi ren đen cho mọi người nha. Chứ em không có đi ren trắng nha mấy chị. Màu đen là đi ren đen luôn, không đi ren trắng nha. Rồi, sang lắm luôn. Màu nu là đi ren đen như thế này giùm em luôn. Rồi nguyên một cái áo như thế này giùm em. Giá chỉ có 69.000 cái giùm em thôi mấy chị ơi. Có 3 màu nè, màu nu, màu trắng và lại màu đen. Em sẽ lên cái áo này màu trắng cho mấy chị nha. Cái này đó là vừa dạng như là tiểu thư, vừa dạng như là kiểu sơ mi giùm em luôn nha. Nó mặc được hai kiểu lận mấy chị. Đây đủ thêm trắng cho Phương Huệ nè. Áo này đẹp quá trời luôn. Hả? Phương Huệ màu 2 hả? Nè, thêm trắng nè. Cái kem có nu nữa. Rồi em còn nu, còn trắng với lại còn kem.
nu nu đen kem ba màu, nu đen với kem 60 lẻ 69 ngàn, loại báo 69 rồi bán 69 luôn. Cái này cho mọi người nha, cái màu nu này nó có hai lớp nha mấy chị nha, mấy chị có quyền mặc hoặc là bỏ cái lớp trong hoặc là không mặc lớp trong gì tùy mọi người nha, tại vì cái này cũng về được ít lắm nè, xinh lắm mấy chị, quan trọng là cái tay của nó nè mấy bà. Không không, có một màu nu là có hai lớp thôi. Cái này là màu kem, màu nu và màu đen. Rồi kem nu đen 3 màu, áo tiểu thư. Áo tiểu thư 69 ngàn. Trời ơi trời, khám đẹp quá vậy ta. Màu đen sang lắm mấy chị ơi, cái này mà lên quần jean nè. Cái này mà lên quần jean là hết sảy câu 7 luôn. Nó giống như dạng như là tiểu thư hiền hồ vậy đó mấy chị. Giống như là áo kiểu hiền hồ vậy đó. Xinh quá trời quá đất giùm em luôn. Đây nè. Trời ơi má ơi, trời ơi, cái này mấy chị còn phải mà để mặt lên hả? Chỗ này dễ thương lắm luôn á, trời mặc đội tôi mặc lên mới lấy họ mấy bà kỳ dở. Anh cho cái này à, cái đầm. Rồi ba màu giùm em nha, em còn có ba màu thôi, màu kem, màu nu với lại màu đen. Kem nè, nu với lại đen nha, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Áo tiểu thư đủ màu cho Lê Mơ. Rồi còn hai màu cuối cùng, ai thương tình hốt giùm tôi coi, ai thương tình hốt luôn giùm em giùm bé coi mấy chị. Trời ơi, cái áo có 75 ngàn á, bạn có lộn 69 ngàn hết hàng rồi nè. Còn hai cái hai màu nha, tình yêu là hốt, thương tình hốt luôn giùm em, cảm ơn. Rồi qua mẫu tiếp giùm em. Áo full chữ sĩ 40 để em một ri thêm nu đen. Đều chưa cho em được một ri nha, không có thêm được nu đen tại vì cái áo đó không có đủ hàng luôn. Nè, đưa cái áo full chữ cho em coi, áo full chữ hồi nãy đâu? Áo full chữ hồi nãy cái bịch đục á. Nè được một ri nè. Sĩ 40 nè, rồi lẻ 55 ngàn cái luôn nè mấy chị ơi. Quá hot giùm em đi. Quá hot em này đi mấy chị. Quá hot luôn rồi. Đỏ trắng đen nu vàng, đỏ trắng đen nu vàng giùm em. Trời ơi em thật sự luôn á, cái áo này sao mà nó hot dữ dằn mấy chị ơi. Nó hot lạ, hot lùng giùm em luôn nè. Áo full chữ nha mọi người nha, chất là bu zip nguyên cây nguyên cành giùm em luôn. Trời ơi nhìn cái áo đó mấy chị ơi. Nhìn cái áo giùm em đi. Quá đẹp, quá xinh, quá xịn luôn. Màu đỏ. Đây, màu trắng, đỏ vàng Mỹ Tâm Phạm. Hốt liền giùm em đi, đừng nói nhiều gì hết. Mấy chị ơi nó quá đẹp rồi. Rồi ok, chiều cho Nhi da đủ nè, Lê Mơ đủ nè. Tại cái này mấy bà có dặn không vậy? Nhi da đủ nè, Lê Mơ đủ nè. Cái này đẹp lắm, trời ơi cái thiệt luôn á. 55 ngàn một áo mấy chị ơi, full chữ luôn, hơi bị hot luôn màu nè mấy mọi người. Em nói thiệt luôn, cái chất áo ghiền mấy chứ, chất áo là ghiền cho em nha. Ok, áo đỏ cho chị Ngọc Nguyên. Chị Ngọc Nguyên áo đỏ nè. Rồi ok, tình yêu luôn mấy chứ ơi. Màu trắng giùm em nè, màu trắng nè, màu vàng nè, trời ơi xuất sắc. Chị Kim Xuân, cái áo này em có hồng nha chị nha. Em không có hồng. Ồ, không đủ ri, hôm nè chùa cho em được nhiêu này nè bé ơi. Kim Xuân không có đỏ chị ơi, Kim Xuân không có đỏ chị. Em có trắng, có vàng, có đen, có nu. Lận lê chị áo vàng, ok chị lận lê áo vàng, Sa Huỳnh áo trắng. Tại vì cái này mấy bạn em đặt trong inbox tin nhắn á. Ủa vậy hả, vậy chùa cho em thêm nè. Chùa cho em thêm được 3 cái nè, rồi chùa này thêm. Rồi còn hai cái đen cuối cùng, Lê Mơ á, chùa thêm cho Lê Mơ được 3 cái nữa đó đi. Ủa nãy Lê Mơ anh chia chưa? Lận lê áo vàng em chốt, bây giờ em còn áo đen mấy chị ơi. Trời ơi xinh lắm chị ơi nè, coi nè ha, lên chân váy là xỉu liền. Xét dài có nịch like chưa em? Dạ chưa chị ơi, đợi em xíu nha chị. Đợi xíu, xét dài có nịch là nó siêu phẩm luôn á, đẹp lắm. Rồi áo này em còn mấy chị, màu đen giúp em ha. Lấy áo đen chứ áo đen nè, Louis Vuitton mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm luôn á trời. Wow, áo này là hàng mua zip nha mấy chị nha. Form là form dáng dài, chị cho mày form rất tốt nha. Đẹp quá à. Giờ sao giờ ta? Trời ơi, nhức nhói ghê luôn á. Đầm baby doll lên chưa chị? Trời tôi còn hai cái tôi ế, trời ơi tôi ngủ tôi không chịu chiều cho xỉ, tôi để bán lẻ còn hai cái. Em hết rồi, em còn hai cái đen cuối cùng, ai lấy đen chút đen giùm em thôi. Có quần ngủ không chị? Dạ đây chị ơi, quần ngủ giùm em mấy chị ơi, 105 ngàn là mấy bà ơi, một 3 size SML giùm em nha. Em đang mặc nè. Màu đen cho Kim Xuân nè. Nãy giùm em hai cái đi chơi, đừng đổi màu giùm em chứ. Năn nỉ luôn á. Em còn màu xanh nha.
lột. Ờ đúng rồi, em còn mà em đang mặc nè. 105.000 cái quần mấy chị, hàng hai nút túi ngược. Em này mặc lên form rất là xinh luôn. Hàng hai nút túi ngược giùm em nha. Dáng quần ngổ đẹp lắm. Trời ơi mấy cái em này mấy chị ơi, mặc lên tao nói thiệt luôn, nâng mông xỉu luôn mấy bà. Đi đâu chơi mấy bà chị ơi, kẹp cho em cái túi kẹp nách nữa. Quá yêu chưa. Trời ơi cái em quần này mặc dễ thương gì đâu. Quá 105.000 quần giùm em nha. Cái chất nhà em là bao co giãn nha mấy bà. Bao co giãn luôn nha. Tường vi ri ngổ tỷ 90 nè. À, còn một nhà không hả? M M S nè, tường vi ri nhẹ đi đặt nè. Nè, cái quần này còn ri nè. Ri ngó thì lên M. Này còn free này cho Hồ Tiên Nghĩa nè. Lemon ri ngó. Lemon nè. Thảo Lê. Hết ngố lờ, ai ngố lờ đang mặc luôn. Thảo Lê. Ngố lờ còn cái đang mặc luôn. Rồi còn một cặp. Bây giờ em còn màu nhạt thôi. SM màu nhạt. SML màu nhạt. Màu nhạt hồi nãy Hồ Tiên Nghĩa cái mẫu nó dạng bóc. 115.000. Đẹp quá mấy chị. Em còn màu nhạt nha, em hết màu đậm, em còn màu nhạt mấy chị ơi, em còn màu nhạt giùm em. Dạ ngố em còn có một kiểu à gái ơi, gái ơi. Dạ ngố 105.000 giùm em nha chị Thế, Thể Trần ơi. Đẹp quá. À. Em còn màu nhạt nha mấy quý mấy gái ơi, em hết màu đậm rồi. Ờ có áo khoác không em? Dạ đây chị có. Dạ có nha. Từ, để em lên cái set hot cho mấy chị. Trời ơi, cái set này mấy chị ơi, em nó thiệt sự luôn. Trời ơi, cái set này em săn được hàng sale mấy chị ơi. Ngó em mời chị Nguyễn Nhi. Ngó em mời chị Nguyễn Nhi. Ok chị Nguyễn Nhi nè. Em còn 2 size SM thôi, SM 105 nha. SM 105 là em hết. Trời ơi, mấy chị ơi, cái này mới thiệt sự mấy à luôn. Em săn được cái lô hàng sale mấy chị. Cái này người ta để sỉ ra là 190.000 nha mấy chị nha. Em sao được cái lô hàng sale mấy chị ơi. Trời ơi trời, mà em dành không có lại mấy chị. Em dành được có mười mấy bộ à. Trời ơi cái set này mấy chị ơi, nhìn một phát biết ngay hàng đẹp giùm em luôn nha. Cái quần may nè mấy chị, ống đứng nha. Ống đứng giùm em luôn. Rồi bộ này nha mọi người nha, sỉ là 102.000 giùm em. Và lẻ là 100. Ôi lộn, sỉ là lộn, phải 102 đâu, lộn rồi đó. Sỉ là 100 mấy bà ơi, lẻ là 115.000 bộ. Lẻ là 115.000 bộ giùm em nha. Trời ơi mới thiệt sự luôn. Cái này là em săn được, cái này là hàng sale nha mấy chị. Hàng này là hàng sale mà hàng shop. Shop xịn sò giùm em luôn nè. Coi cái chất đi. Ngói cho chị Sa Huỳnh. Đây mấy chị. Đây nè. Người ta còn vẫn còn để giá 190.000 nè mấy bà. Cái này là em săn được đúng một. Trời ơi được có mười mấy bộ hàng đó chị ơi. Trời ơi nó xả đúng rẻ luôn. Em hôm nay là em săn được vài mẫu hàng lô sale của shop nha, bán quà nha, nên rất là rẻ luôn mọi người. 115.000 một bộ giùm em nha mọi người nha, mà nó sang cực kỳ luôn nha mấy chị, có túi cho em nữa nè. Trời ơi mấy chị ơi, hàng nè mấy chị. Hàng chuẩn luôn nha, hàng rất là đẹp luôn. Quần có túi cho em nữa mà cái màu nè mấy chị ơi, em nói thiệt luôn á. Đẹp xỉu giùm em luôn 115.000. Màu giùm em màu đỏ nè, màu nu nè. Trời ơi, có cái màu xanh đen mà nó thật sự rất là đẹp luôn. Xanh đen giùm em. Cái này là y chang cái hàng mà bên Thiên Kim luôn á. Màu đen. Màu hồng. Màu đen với lại màu hồng nha. Áo chị mặc còn hạnh như nhau. Xét đủ cho Phương Huệ 100.000 nè. Trời ơi, xét đẹp quá trời luôn á. Trời má ơi luôn á. Ôi nó nghe là tôi săn được có ít lắm nha mấy bà nha. Thiệt luôn á mấy bà. Mấy bà nhận hàng về cái xét này mấy bà đừng có hoang mang. Sao nó đẹp như vậy nha. Thiệt luôn. 115.000 bộ mấy chị, không bằng giá người ta bán cho mấy chị mà giá đó luôn, có thiệt luôn á. Có cam cho anh rồi nè. Đủ không xanh, trời ơi tôi còn có 4 bộ à gái ơi, hết luôn rồi đó. Đen nu cho Lê Nguyên nè. Còn đen nè cho bộ nu ơi. Ok. Áo ra mặc đệm ri với em, xanh đen cho Mỹ Tâm Phạm nè. Rồi cái này còn được. Rồi cái này Nhi da cho nó được 3 bộ đi. Cho nó màu hồng, màu đen đi. Hết rồi. Ri áo ok em, hết set rồi mấy chị ơi, hết set rồi. Ri áo nè, đâu rồi. Còn được 1, 2, 3,
Nó nghe nè mấy bà ơi, gái ơi, 1, 2, 3, 4, còn được có 5 cái em ơi. Áo nó còn được có 5 cái thôi nha. Hạnh Mignon ri áo nè, hết hàng luôn. Qua mẫu giùm em gái đi mấy chị. Trời ơi, Adidas, Adidas. Trời ơi, lên màu gì đây? Em sẽ lên cái màu trắng nha, cho nó rần rần rộ rộ giùm em luôn. Adidas với chị ơi, xỉ 43 ngàn, lẻ 55 ngàn cái. Quan trọng cái dáng. Áo ngoài sau chị kìa. Ơ lộn, ờ ha, trời ơi bỏ vậy. Tao chán đời tao ghê. Tính đỡ tao bận hay gì bay ơi. Adidas, trời ơi dễ thương quá. Hai cái vàng cho chị Vi em. Một cái vàng, hai cái vàng, 55 ngàn cái mấy chị ơi. Quẹo lựa giùm em nha. Hàng Tết tôi nói sổ bán rẻ bán tháo mấy chị ơi. Bán cho kịp lễ Tết hay sao vậy đó. Sao mờ quá vậy chị hả? Chị Minh Minh chị bình thường mà. Trời ơi mấy chị coi nè, trời ơi cái áo này mấy chị mèo thiệt luôn mấy bà ơi. Đi ra ngoài mua bèo bèo 70-80 ngàn cho em nha. 70-80 ngàn cho em nha mọi người. Ở nhà mấy chị không cần tốn tiền xăng chạy ra chợ, không có cần phải tốn tiền xăng là ô lộn tiền gửi xe nha mọi người nha. Cứ ngồi ở nhà nhìn màu và comment chốt đơn cho em là có hàng liền. 55 ngàn cái mấy chị. Tính ra mấy chị ra ngoài chợ mấy chị mua 70 ngàn mấy chị tốn tiền xăng tiền gửi xe, chứ mấy chị ở nhà mấy chị tốn tiền ship thôi. Không lẽ anh mua 1 cái mấy chị mình phải mua 2-3 cái mấy bà ơi. Tại đằng nào cũng vậy mấy bà chế ha. Trời ơi chúng lẽ giờ ngồi đặt cái shop tốn tiền chi 20-30 ngàn tiền ship mấy chị. Ráng ngồi coi live stream lựa 2 cái 3 cái mấy chị đi đơn cho đỡ tốn tiền ship. Mà em đảm bảo luôn hàng nhà em bán giá rất là rẻ, rất là mềm cho mấy chị em của mình luôn nha. Mua là chị có lời, tôi không có lỗ mấy chị nha. Mua là chị mặc là chị có lời thôi, đừng có nói chuyện chuyện lỗ với em mấy chị. Lỗ là em lỗ đó là nha. Trời ơi xỉu giùm em luôn á, xỉu cho em luôn, áo đẹp lắm như Giang Ri nè. Rồi lên màu giùm em 43, màu nu Adidas mấy chị ơi, dễ thương ghê lo ghê nơi. Màu trắng, màu đen, màu vàng, màu nu. Rồi Phương Mẹ Đủ, Úc Nguyễn Nam. Trời áo này đẹp quá trời mấy bà ơi, chết rồi. Ai? Kim Xuân Vàng, Kim Xuân Vàng, ok la. Trời ơi mấy chị ơi coi màu nè, quá trời đẹp giùm em luôn mấy bà nha. Trắng, đen, nu, vàng giùm em mấy chị ơi. Quá sang chảnh cho mấy cô gái luôn. Mà dáng áo này nhà em nè mấy chị nè, dáng dài cho mấy chị đẹp của mình luôn. Dáng dài luôn nha chứ không phải dáng ngắn đâu mấy bà chị ơi. Form siêu xinh siêu xịn giùm em luôn. Mấy cái form bô rip này nó thật sự mặc luôn rất là nhẹ nhàng mấy chị. Đơn giản nhẹ nhàng mà nó thật sự nó co giãn thoải mái lắm nha. Phương Huệ thêm 2 cái đen nu, 1-2 cái chị bé Nguyễn. Rồi em còn nu đen trắng 3 màu. Vàng cho Nhã Uyên, vàng cho Nhã Uyên nè, ok Nhã Uyên cái vàng nè. Trần Nhật Thơ đi đơn rồi, em mới này đơn mới em chị nha. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi trắng đen, trời ơi màu đen đẹp quá à. Trắng cho bé Kim, trắng cho bé Kim nu đen còn 2 cái cuối cùng. Trắng cho bé Kim nu đen còn 2 cái cuối giùm em. Kệ bên anh Bảo kìa. Trắng nu còn 2 cái giùm em. Kìa thăm qua đội cái thăm là có liền á. Áo LV hết sạch, đen chị Sao Huỳnh đang mang luôn là hết luôn. Ok chị Sao Huỳnh luôn, qua mẫu giùm em luôn đó là ơi. Qua mẫu, qua mẫu. Trời ơi, xách cái nơ này mấy chị. Trời mới thiệt luôn, xách cái nơ này sao mà nó hot dữ vậy trời. Tôi đặt inbox mà không trả lời. Gái ơi, gái thông cảm giùm em nha. Tại vì nhiều khi á, gái đặt inbox á, em chưa kịp trả lời, với lại hàng về em sợ nó không có trùng màu quá gái, nên là em chưa có dám chốt nha. Trời ơi, này đẹp quá mấy chị ơi. Xách cái nơ này mấy chị. Lại đẹp nữa rồi mấy bé ơi. 85.000 một set cái nơ giùm em. Trời ơi cái nơ nữa bà chế ơi. Trời ơi mẹ ơi, xuất sắc một cuộc tình giùm em luôn nha mọi người ơi. Cái quần nè mấy bà gái ơi. Có túi cho em luôn. Set nơ thần thánh. Áo tay lưới bi còn không chị, hết sạch luôn em yêu ơi. Áo tay lưới bi hết rồi.
Trời, cái đầm bi đẹp ghê luôn. Cái đầm bi mấy bà ơi, phải ở trong cái livestream của em để coi cái đầm bi nha mấy bà. Cái đầm bi đẹp lắm. Cái đầm bi lẻ mới thật sự là nhức nhối luôn. Đây, xét cái nơ giùm em mấy chị ơi. Trời ơi, cái quần là hàng quần vải phép. Cái áo là vải bóng giùm em. Mà cái này hàng bóng không phải là hàng phi bóng mọi người. Nó là hàng nè mấy chị, nó coi nè. Cái chất của nó rất là đẹp cho mọi người. Không phải là hàng phi bóng mà cái áo mỏng te mỏng tét đâu nha mấy chị. Đây, cái chất vải là đang rất là hot hit giùm em luôn. Tay là dán phòng. Form này giùm em 58kg đồ lại mặc đẹp nha. Áo màu hồng là cái quần màu hồng. Áo màu kem là quần màu kem. Áo màu vàng là quần màu vàng. Áo màu đen là quần màu đen. Áo màu trắng là quần nó màu trắng. Nói chung là áo màu gì là quần nó màu đỏ nha mấy chị nha. Nên là mấy chị lấy màu nào thì mấy chị cứ việc chốt đơn kèm số điện thoại giùm em. Bảo My Nguyễn Thị set này dưới 55kg trở lại mặt đẹp giùm trẻ nha. Rồi, ok chưa? Bây giờ em sẽ lên form mấy chị. Nãy giờ chưa lên cái nào màu đỏ ha. Bây giờ mình lên một cái set màu đỏ để cho sắc xuân tràn đầy cho mọi người. Chốt màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho mấy chị đẹp nha. Trời ơi, tới Tết rồi mấy chị ơi, thiệt sự luôn mấy bà ơi. Còn có vài ngày, còn có một tháng hơn đó mọi người. Mà em bán cũng còn có vài ngày nữa thôi mấy chị ơi. Là em nghỉ Tết rồi nha bên thăm. Nên là mấy chị ơi, bây giờ không mua đồ Tết thì đợi tới chừng nào nữa mấy chị. Đợi tới chừng nào nữa đây nha. Bây giờ không mua là đợi nữa là hết hàng đẹp nha mấy chị. Áo đen là coi chừng lọt lại cái kìa. Rồi lên form giùm em. Anh lấy cái màu đỏ cho rực rỡ nè, ánh mặt trời nè. Lên màu đỏ luôn với bà cho rực rỡ ánh mặt trời nè. Set vàng dồn đơn chị đang lên em ok nè. Vàng dồn đơn cho đang lên nè. Set nơ tay phòng giùm em nha mọi người nha. Cái này hôm bữa em về với bà chế hình như là cũng có một mẫu rồi hay sao á. Rồi mở cho bà chế coi cái set màu. Em mở coi màu cho mấy chị tự tin mấy chị lấy nha. Set này giùm em là 99.000 à. Nhiêu ta? 95.000 mấy chị. Sỉ 83 lẻ 95.000 giùm em. Sỉ 83 lẻ 95 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là đáng lẽ là bán trước Noel nè mấy chị, giống chị mặc cho nó xuất sắc nè. Đào thời gian mặc lấy set đỏ nè. Mà thôi để Tết cho bà chế mặc cái set này cho nó sang luôn nha. Khỏi nó nhiều luôn. Nè bỏ áo ra ngoài cũng được nha các bà. Bỏ áo ra ngoài cũng sẽ rất là ok giùm em luôn. Xin chưa? Nguyên một set luôn nha mấy chị ơi, có 95.000 thôi. Màu nút giùm em luôn. Cái áo đó mấy chị mới thiệt luôn, cái áo là đủ tiền rồi. Cái áo là đủ tiền 95.000 rồi mấy chị ơi. Đừng nói gì là bây giờ chế nguyên set nha. Rồi màu nu giùm em. Quá dễ thương chưa? Màu nu nè các bà ơi, quá dễ thương luôn. Xuất sắc giùm em luôn mấy chị ơi. Màu đỏ, màu đen nha. Màu đen nè mấy chị. Trời ơi, gái nào mà tao nói thiệt luôn mấy bà ơi. Thích sự đơn giản mà nói chung là không thích nổi nổi mấy bà. Thích mặc theo kiểu mà sang trọng, quý phái, quý tộc đồ. Cứ lấy màu đen về mà mặc thôi nha. Quần là mấy chị có túi cho em luôn. Quần là nhà em luôn, lên lúc nào cũng có túi cho mấy chị hết trơn á nha. Màu hồng với lại màu vàng. Hồng với vàng. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu mình kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy bà chị ơi. Màu hồng, màu vàng, màu hồng nè, hồng đẹp quá à. Đó, màu hồng giùm em nha. Rồi qua mẫu giùm em luôn mấy chị ơi. Còn ai lấy set được có chút set giùm em luôn mấy bà. Set này hồi đó hôm bữa em về rồi nên em đang nhăn cái bàn rã luôn. Đây đầm hoa. Trời ơi cái đầm hoa mấy chị ơi. Ủa cái đầm hoa dù nó về màu đẹp dữ vậy trời. Sỉ 65.000. Đầm hoa ngọc trai. Ok Phương Mạng ri quần rin. Thêm ri quần rin hết rồi. Ok luôn. Rồi đầm hoa cho em. Sỉ 65. Ngọc trai giùm em nè. Rồi lẻ mẫu này cho em 79.000 mấy chị. 79.000 cái đầm hoa nha. Tay phòng giùm em luôn. Tay phòng giùm em luôn nè mấy bà ơi. Màu nè. Màu xanh, màu vàng, màu nu với lại màu đen. Xanh, vàng, nu, đen giùm em.
xanh vàng nâu đen đó là chị nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em, có áo khoác len không chị? Chị qua khoác len nè gái ơi, chị có cái áo khoác đẹp lắm, gái đợi chút xíu thì chị lên cho nha, đợi chút xíu thì chị lên liền cho cái áo khoác cho đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái đầm, cái đầm đủ màu không, đen cho Phương Huệ nè. Ok nè, đầm này sẽ có 65 thôi nha mấy bà, đợi chút xíu lên màu cho coi, lên form cho bà gái coi nha. Có ba màu giùm em dễ thương lắm. Chị yêu bận giá bao nhiêu vậy? Chị đang mặc á hả? Chị đang mặc có 95.000 set nè gái ơi. Nguyên set chị đang mặc của 95.000 nguyên set chị đang mặc á. 65.000 à, xị rẻ quá trời luôn. Vậy hả? Rồi sao biết giá như mà đặt? Cái lớp đó là lớp sạch, cái lớp đó là em lót bên trong thôi nha. Ôi ôi, màu đen nè mấy chị. Phối cường ngọc trai giùm em nè. Xe anh đang mặc cho mọi người nha, 95.000 mấy chị. 95.000 một set giùm em. Không đen, không đen, để cho Phương Hỏa không đen bảo ơi. Không đen, không đen, không đen. Ok ok. Rồi lên màu mấy chị, màu đen, màu kem, màu vàng với lại màu xanh. Đen, kem, vàng, xanh giùm em nha. 75.42 kg mặc dù không chị, bao dù em ơi Kiều. Nhân Mỹ ơi, đầm này là bao dừa em yêu ơi. Cái này lớp sọc và lớp lót bên trong nha mọi người nha, chứ không phải lớp bên ngoài đâu mấy bà chị ơi. Rồi đầm hoa giùm em, phối ngọc trai giùm em nha mọi người nha. Cái đầm này em có 4 màu mấy chị, màu xanh, màu đen với lại màu kem giùm em luôn nha. Cái đầm này có 79.000 cái nha, quá rẻ luôn. Rồi màu xanh đẹp nè mấy chị ơi. Rồi coi cái tay nó phồng giùm em nha, tay phồng luôn nha mấy chị. Để lên thử với bà gái ăn cái, bà gái có cái form nha. Xem đang mang trình yêu lấy nữa thì chốt em kèm em xứng thoại luôn. Cái này là quần lưng thun nha cả nhà. Quần lưng thun mới chứ ơi. Rồi lên cái này. Lên cái này, lên cái này, lên cái này, lên cái này đẹp nè. Cái này đúng gọi là nhẹ nhàng bánh bèo luôn á. Cái này đúng là thuộc dạng nhẹ nhàng bánh bèo với bà luôn á. Đó, nhẹ nhàng thước tha cho mấy chị luôn. Cái đầm này đang mặc có 79.000 cái cho mấy chị ơi, dễ thương ghê không? Đang mặc màu xanh nó ngọt coi như ơi là ngọt luôn, được hai cái màu xanh nha mấy chị. Được hai cái màu xanh. Có đầm hoa cho em cho chị đang mặc là của gái màu gì vậy? Vi Ly em lấy màu gì vậy? Màu hiện tại nó có như này này, màu này gái ơi. Màu vàng, màu hồng, màu đen với lại màu xanh nha. Vàng, hồng, đen, xanh. Cái này là màu hồng kem nè. Đó, lấy màu nào chốt màu giùm em luôn. Cái đầm này có 79.000 cái mới trời, rẻ quá trời luôn. Mà là hai lớp luôn nha, hai lớp cho bà luôn, tay là tay phòng luôn nè. Mấy cái em này là em tiểu thư nha mọi người nha, nhẹ nhàng thước tha giùm em thôi. Đó, dáng tiểu thư giùm em nè. Xinh lắm. Ai lấy màu nào cứ chốt màu giùm em nha mấy chị nha. Cái đầm này có 85.000 cái cho mấy chị ơi, rẻ bèo giùm em luôn á. Nè, phối ngọc trai giùm em nè. Đây, cái hàng ngọc trai của nó nha mọi người. Đó, từ trên xuống dưới luôn nha. Form này giùm em 55 kg đổ về thôi mấy gái, 55 kg thôi. Em đang mặc em có màu xanh nè, màu vàng đẹp ghê á. Màu đen nè. Màu đen sang ghê không? Rẻ quá trời luôn. Màu đen với lại màu kem. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Màu kem đẹp quá. Đó, xinh chưa, xinh chưa? Tình yêu lấy màu nào mình lên màu giùm em nha. Cái đầm này em có mấy cái mấy chị ơi. Nha, 85.000, 79.000 giùm em thôi mấy chị ơi, quá rẻ luôn mà hàng hai lớp luôn. Dây kéo đằng sau lưng cho bà chế luôn nè. Tết tư đồ mặc đầm von. Bà gái là mà phong cách nhẹ nhàng bánh bèo rồi lấy cái đầm này về nè mấy bà gái ơi. Mặc đi chơi đồ cho nó dễ thương nữa bà gái ơi. Đây nha. Xinh lắm luôn á. Hoa đẹp mấy chị. Rồi. Cái này nó phối phần dưới nó phối giùm em nè. Đó. Phối bèo 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 nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Rồi em qua mẫu. Đầm hoa xanh chị Vi Ly luôn nè. Hoa xanh đang mặc cho Vi Ly nè. Ok nè. Rồi em còn đen, còn kem, còn đủ màu. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Rồi qua mẫu giúp em. Lên cho em cái ai? Đầm đen cho Nguyễn Phước. 79.000 à. Cái đầm này có 79.000 mấy chị. Rẻ quá trời luôn á.
ơn chị Mimi Đoàn. Mimi Đoàn đi đơn, cái này đơn mà có giúp em nha. Thì ra cái set này là cái set dập ly. Cái set là cái set dập ly hôm bữa. Một cái chân váy dập ly chứ một cái áo nhúng giùm em mấy chị ơi. Để em coi có giá nhiêu. Rồi không có biết cái giá luôn. Rồi lẻ 95 ngàn mấy chị. Lẻ 95 ngàn nha. Set tay phòng, chân váy. Cái mẫu này hôm bữa về một lô rồi. Mấy bà gái ơi, ai nhớ cái mẫu này giùm em không nè. Áo kem là chân, trời ơi màu đỏ nè. Màu đỏ lên chân váy đen nha. Màu đỏ lên chân váy đen giùm em luôn. Chân váy dập ly mấy chị. 95 ngàn set. Cái set này hôm bữa em nhớ về tới 100 mấy lận mấy bà. Đợt này sao về cái giá này giá rẻ nè. Đó. Áo tay phòng giùm em nha. Cái này là nguyên set giùm em luôn. Nguyên set nguyên cành luôn. Một cái chân váy với lại một cái áo có 95 ngàn à. Tính ra là cái áo có 40 mà cái chân váy có 45 ngàn thôi mấy chị ơi nha. Ủa đúng không? Chân váy 50, áo 45 ngàn. Có set trẻ vai không chị? Set trẻ vai, set trẻ vai. Để em đang chiêm nghiệm cái mẫu chị nói em là cái mẫu nào đây nè. Màu hai cho hạnh với nhau tặng lên nè. Hai kem nè. Một xanh. Hai đen. Một đỏ. Rồi cái này còn kem với đen là hết. Còn kem với đen là hết. Đây. Có set trẻ vai. Ủa bà phải nói cái set này không vậy? Đây chân váy đen, áo đen chân váy kem. Áo đen chân váy kem giùm em luôn nha. Rồi set này 95 ngàn một set giùm em mấy bà ơi. Ai lấy set chốt set giùm em luôn. Cái này em còn hai màu, màu đen với lại màu kem. Dễ thương lắm mấy chị. Còn có vài set thôi. Màu kem và màu đen giùm em thôi nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn mấy chị ơi. 95 ngàn set mấy chị. Ừ. Không biết phải giá đó không nữa, bán đại bán cha luôn á. Không biết giá, không biết, không biết phải hôn nữa. Rồi lên áo loan đi. Lên áo loan thay đổi không thủy đi. Chừa cho Thảo Bi 5 cái với lại bé Lê Mơ 5 cái rồi đưa ri lại cho em đi. Rồi đây, sợi 48 ngàn. Một nơ, một set nơ đen Ngọc Huyền. Nơ đen hả? Nơ đen là này phải không? Ngọc Huyền ok mà em có nha Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ok, set nơ đen giùm em với nha Ngọc Huyền ơi. Áo loan lên chưa? Dạ đây gái ơi. Áo loan giùm em với chị ơi, 85 ngàn cái nè. Trời nó đẹp mấy chị. Áo loan quá xuất sắc luôn. Màu vàng hồng xanh. Vàng hồng xanh cam. Vàng hồng xanh cam 60 ngàn, 65 ngàn hả? 65 ngàn một áo đúng rồi. Chị ơi chị, giờ có con ri cho chị nha. Có con ri cho chị trước nè. Chứ không thêm được 5 cái chị ơi, tại không đủ hàng luôn á. 40kg vừa giùm em Ngọc Huyền ơi. Đủ cho Hạnh Leo là hết. Chia ra đây, Lemon 5 cái, Hạnh Leo 5 cái. Còn lại gì Thảo Baby hết. Đưa em cái đầm chấm bi luôn đây cho nó hết luôn cái mẫu luôn nè. Đầm chấm bi. Loan cam cho Kim Xuân, cho Kim Xuân cái loan cam đi. Như da hết loan. Đầm chị mặc sĩ có 65 ngàn à. Loan 65 ngàn. Trời ơi cái này mới gọi là siêu phẩm nè mấy bà. Cái đầm này mới gọi là siêu phẩm nè tình yêu. Em lên form nha. Đẹp lắm luôn. Một màu đen duy nhất. Sĩ mẫu này 90 giùm em nè. Lẻ 105. Nguyễn Kha em hết rồi. Sao Huỳnh em hết rồi. Nè còn có 4 cái à, nên... Gái ơi lấy luôn giùm chị đi nha. Con da nè, bầm hoa. Em chưa biết em chút, em chút đụng cho chị hôn nữa nè. Chị da 6 cái ok. Trời cái đầm nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi. 105 ngàn giùm em nha mấy bạn. Nó đẹp dữ dằn luôn mấy chị. Cháu lên nhìn cho em thôi. Trời ơi, mới thiệt sự luôn á. Cái đầm này mấy chứ ơi. Nó y chang như cái đầm hôm bữa em bán đó chị. Ba màu trắng đen nâu luôn. Mà đợt này em về chấm bi nha. Đợt này em về chấm bi. Đẹp dữ dằn luôn.
Trời ơi trời, cái đầm mấy chị ơi, em nói thiệt luôn mấy chị. Hai lớp cho em. Hai lớp nha. Trời ơi cái cổ của nó nè mấy bà. Cái cổ của nó giùm em đi, cái tay của nó nè mấy chị ơi, quá sang chảnh giùm em luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp dễ sợ luôn á trời. Ri luôn nè. Đếm đủ con 10 không? Tuyền nè, 115. 115.000. Đẹp ơi là đẹp luôn. 90. 105 nữa, 115 tiền thôi. Ẩm lê 5 cái, đẹp quá mấy chị ơi, có 105.000 mấy chị. Trời ơi, xuất sắc chưa? Có 2 cái à em, màu 2 là có 2 cái à. Mimi đoàn nè. Mimi đoàn nè, quá đẹp luôn, ghi vô thanh Mimi đoàn đi. Trời ơi, cái đầm mấy chị. Trời ơi. Chết xỉu. Rồi, đứng dậy đi Tèo, đứng dậy đi Tèo, đứng dậy luôn nè. Rồi để đi pha sữa cho nó. Con Thanh đang pha phải không? Thanh đang pha phải không? Trời ơi, Bảo ơi, cái này 95 nha, lận Bảo. 95 lận. Thôi lận 85 lận, chứ không phải là 80, 80 đâu. 85 lận. Để con có rượu mông 2 cho. Cột này lại thành em, cho em chọc qua. Đầm bi cho Nguyễn Kha, ok. Đầm bi cho Nguyễn Kha, hết luôn nha mọi người. Tiếp tục chương trình. Hôm nay hàng má đỉnh cao quá mấy bà ơi. Trời ơi mấy chị, cái set này mới gọi là hot nè. Ơi mấy bà, tập trung chuyên môn nha mấy bà nha. Thả tim cho em. Thả tim cho em đi. Em lên cái set này cho mấy bà ơi. Thả tim giùm em liền. Em lên cho mấy chị cái set này. Em nói thiệt sự luôn. Trời ơi nó siêu đẹp luôn mấy chị. Cái set có cộng dây nịt. Trời ơi mấy chị thả tim cho em liền luôn nha. Trời ơi nó đẹp xỉu luôn nha mấy bà. Áo cổ vuông còn không chị? Còn bà ơi. Còn màu xám thôi. Trời ơi cái set này mấy chị. Trời ơi cái set này em thấy hot girl nó mặc rồi. Em thấy hot girl mặc rồi nha. Có áo khoác không chị? Dạ em lai cái này xong lên áo khoác liền cho. Cái set này với bà chị nha. Em bán 109.000 một set. Mà nó đẹp trời ơi luôn á. Kéo lên nè em đi anh. Cái này là em săn được hàng và gọi là hàng shop sale nè. Mấy chị nhìn cục màu mấy chị biết liền luôn. Em nói thiệt luôn, cái này là em săn được hàng của shop sale nha mấy tình yêu. Thả tim cho em đi mấy chị ơi, lên cái set này liền luôn cho mấy chị em của mình về mặc. Mặc Tết cho nó sang chảnh giùm em luôn nè mọi người ơi. Quần thứ nhất nhà em là quần có túi nha. Mấy chị nhìn cái tay đi. Cái tay nè mấy chị. May giùm em dạng là gọi là đắp chéo nè. Thấy chưa? Kèm nịt nè. Nịt là may sẵn trên form áo cho mọi người luôn. Quan trọng là cái cổ mấy chị. Đợt này cái cổ mà dạng như là cái cổ mà ta nói cái cổ dạng vậy nè. Bầu bầu mà dạng như cái cổ ngang ngang thế này mấy bà. Đang rất là hot luôn. Trời ơi em nói thiệt em săn được cái lô sale của cái shop này là em thật sự luôn mấy bà ơi. Em ghiền luôn. Nha. Sỉ là 93.000 và lẻ cái set này cho em là 109.000 một set nha mấy chị nha. Cái màu mấy chị nhìn một cái là biết hàng shop liền luôn nha. Nhìn một phát là biết hàng shop liền cho em. Màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu nu, màu cam với lại màu hồng. Quá đẹp chưa? Xuất sắc luôn nha, xuất sắc luôn. Má ơi cái màu kìa. Em có thiệt là cái set này không ai làm lại em đâu. Trời ơi em săn được cái lô này là lô hàng shop sale quá chị. Người ta bán cái set này vậy hả? Phải vô rơi vô tầm 180-220 một set nha. Dễ thương chưa? Cái tay áo giùm em đi. Cái tay áo giùm em đi mọi người ơi. Nó đẹp quá trời không quý chị. Nó đẹp quá trời và nó sang quá trời chưa. Ok Nhi da một rơi. Có lượng Nhi da màu 2 gì? Màu 2 không lấy màu 2 ít vàng phải không? Rất là đẹp luôn. 93 nè.
Rồi ok nè. Hạnh lê nè. Hạnh lê đủ không vàng nè. Tạm kiều. Hạnh lê nè, quá đẹp thì mang đi. Cam chị Nguyễn My nè. Nguyễn My một bộ cam nè. Ok la tình yêu luôn. Màu xanh, màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu nâu. Xanh, vàng, đen, đỏ, nâu giùm em mấy chị. 109.000 một set nha. 109.000 một set giùm em luôn. Rất là đẹp mấy chị ơi, rất là sang chảnh cho mấy bà chế luôn. Nè, cái dây nịt là mấy chị di chuyển được cho em ha. Dây nịt là mình di chuyển được cho em nha mọi người nha. Mình thích nhấn ở đâu thì mình nhấn ở đó giùm em không mấy chị. Khỏi còn phải nói nhiều luôn. Hả? Bên Thanh, bên Bảo kìa. Đây. Màu giùm em quá dễ thương luôn. Trời quơ. Màu vàng. Xuất sắc luôn. Vàng, xanh, đen. Trời ơi, thì cái set này 109.000 một set nè mấy chị. Nó đẹp ơi là đẹp giùm em luôn. Quan trọng là cái sợi vải nha mấy chị nha. Quan trọng giùm em đi mọi người ơi. Cái form cổ áo của em nè mấy chị ơi, lên nó quá đỉnh cao luôn. Nhớ bà, khoảng năm mấy người coi là trời, đúng 10 giờ luôn, hay thiệt chứ. Hay thiệt chứ. Trời ơi mấy chế màu đen giùm em nè mấy chế. Em nói thiệt sự cái set này nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi cái vải của nó mọi người. Cái vải của nó mấy chị ơi, nó đẹp ơi là đẹp giùm em luôn nha mọi người nha. Có 109.000 set à. Trời ơi sang hết sảy luôn, màu đen nè mấy chị ơi. Cái vải mới thật. Rất là xịn nha mọi người, xịn mịn giùm em luôn. Mấy cái dáng mà kiểu dạng baby doll nha mọi người, như thế này nha mấy chị nha, rất là dễ mang luôn. Dễ mang mà dễ mặc giùm em luôn. Đó, ai lấy màu nào mình chốt màu mình càng xứng hỏi giùm em nha. Đẹp quá ha, này màu xanh nè mấy chị. Màu xanh, màu đen, màu vàng, màu đỏ và lại màu nâu. Đủ cho Phương Huệ. Rồi ok, còn xanh vàng hết. Còn xanh với vàng là hết luôn. Rồi, qua mẫu luôn. Không biết cái sơ mi này có đăng hình không ta? Không biết cái sơ mi này có đăng hình không? Nhưng mà nó hó thì thôi mấy chị. Cái này mà lên cho em cái chân váy kaki hồi nãy. Cho em cái chân váy kaki đen đi người. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Xỉ, trời ơi cái này khỏi luôn. Lên chân váy tennis hồi nãy cũng đẹp luôn. Đen trắng hai màu. Đen trắng hai màu giùm em. Sơ mi crop top sỉ là 42 và lẻ mẫu này cho em là 55.000 một áo nha. Sơ mi crop top. Ôi nó đẹp lắm mấy bà ơi. Quan trọng cái chỗ cộng dây xích giùm em mấy chị. Dễ thương vô cùng. Đang hot ơi là hot luôn. Hot ơi là hot giùm em nha. Rồi em lên form. Lên form cho mấy chị nè. Cái này là gọi là tin tin nè mấy bà ơi. Đẹp lắm luôn nha. Tha sữa cho em chưa? Không uống hả? Đòi cái gì vậy ông nhỏ. Màu 2 cho Hạnh Mignon. Đẹp lắm. Chân váy 65.000. Ok lên form nè mấy bà ơi, cái này đẹp lắm nha mấy bà nha. Tôi nói thiệt luôn á. Chân váy 1 ri cho Hạnh Mignon. Chị lên với chân váy kaki đi chị. Ồ chân váy kaki chị hết mất tiêu rồi.
này chị lên trên váy chân kaki là rất là đẹp luôn á, chị nói thiệt luôn á. Gái nhập nha. Thì ta người ca mà hè. Ok, chân váy kaki chị hết rồi bé ơi. Trời ơi, cái áo mà chị ơi, chết thiệt sự. Chị có để cho em mà chị không nhớ như chị để cho em màu của con Ri hay sao à. Ok, hạnh mi nhon, màu 2. Em có thiệt luôn, cái áo này nói thiệt mấy bà ơi, siêu phẩm là đây chứ đâu nữa mấy bà. Siêu phẩm là đây chứ đâu nữa. Cái này mà lên quần, gọi là quần jean lưng cao giùm em đi. Như thế này mấy bà ơi, thì thôi thì gọi là má cháy bỏ chét luôn. Má cháy bỏ chét giùm em luôn nha mọi người nha. Đây, áo sơ mi mốt chino giùm em nha mấy bà chế nha, form crop top. Form crop top giùm em. Lên chung với lại cái dạng váy tennis nha mọi người nha, nhìn rất là xinh luôn. Đó. Áo sơ mi nhà em là chỉ có 60 55.000 cái là chung được 60 rồi, 55.000 thôi. Hai màu đen và trắng nha mấy chị, đen và trắng giùm em luôn. Quá dễ thương luôn mấy chị ơi. Lâu lâu về cái hàng sơ mi mới thiệt sự luôn, xuất sắc một cuộc tình chứ khỏi nói nhiều mấy bà. Đây. Xinh quá à. Đen trắng hai màu nha mấy chị đẹp ơi, đen trắng hai màu cái này cho bé và bé bé Phương. Ok. Dinh dài 1 ri. Dinh dài, cái dinh dài thì chỉ còn lẻ có một cái S à. Lấy luôn nha. Cái dinh dài này còn lẻ có một cái S à. Để cho gái được 120 luôn nè. Cái quần nó sẽ tới 130 lận để cho 120 luôn cho hết luôn á. Không cho lê mơ á. Hình như cái đó màu nhạt như đó còn đủ mà, còn đủ size để chị coi coi. Màu nhạt như còn đủ size á cái ơi. Nè, còn cái đó nè, đủ á. Sơ mi gì? Sơ mi đang mặc á hả? Rồi ok, đụng ri nè, hên quá luôn. Áo sơ mi đang mặc 55.000. Huỳnh A sĩ hả? Sĩ áo sơ mi 42.000. Huỳnh Hồng là áo đen, chốt cho Huỳnh Hồng nè. Áo đen sơ mi nè, mút chino nè, ok tình yêu luôn. Rồi sơ mi này nhà em có hai màu nha mấy chị nha, đen và trắng giùm em thôi. Ai lấy áo sơ mi màu nào mình chốt màu mình kèm số điện thoại giùm em luôn. Đen trắng kèm số điện thoại giùm em nha. Đẹp quá không? Cái này mấy bà mặc chung với lại mấy cái quần baggy cũng dễ thương lắm luôn á. Anh cho em cái áo khoác anh. Lấy em hai cục áo khoác qua đây đi. Sơ mi đen 55.000. Sơ mi đen cho Thảo Lê. Nó này dễ thương quá à. Thảo Lê sơ mi đen nè. Sơ mi mút chino giùm em có set bộ ở trước có ba cái nút không chị. Hết rồi em ơi. Màu 2 cho Tường Vi. Cái set đó chị em hết tiêu rồi. Tường Vi màu 2, sơ mi, ok. Trời ơi, thì cái áo khoác nè mấy bà. Úc Nguyễn đâu rồi? Úc Nguyễn đâu rồi? Trời ơi, cái màu nè mấy chị. Ủa, màu đẹp ghê luôn á. Áo khoác này là hàng Quảng Châu nha mọi người, chứ không phải hàng sữa hay bán đâu. Form này to lắm. Form này to, form này đẹp. Form này xịn sò cho mấy bà luôn. Nè. Rồi, mẫu này cho em. Dây kéo nè mấy chị. Dây kéo nha, dây kéo bằng nhựa nha. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, áo khoác này dễ thương lắm luôn á. Sỉ cho em 87.000 và lẻ màu áo khoác này cho em 105. 105.000 một khoác. Rất là đẹp. Từ mạc cho tới form luôn. Siêu phẩm giùm em nha. Đẹp quá à. Má ơi, như da có đủ màu ba em ơi. Út Nguyễn 5. Ok, Nhi da 1 ri, Hạnh Mi Nhon 1 ri. Ghi lại em. Mi Thi 5 ghi lại thôi. Áo hết. Bảo quần góc cho em đây, bé Phương 3. Anh ghi lại hết. Để qua đằng sau lưng anh á, cho nó dễ. Hello. Hát áo. Trời ơi, không kịp lên luôn mọi người ơi. Không kịp lên luôn á nha. Tiếp tục chương trình. Trời ơi, cái này mới gọi là đỉnh nè. Trời ơi, nói thiệt, hàng hôm nay đỉnh quá. Hàng hôm nay xuất sắc ghê luôn á trời. Bán mà thiệt á. Bả gì đâu á. Bả cái nư á mấy bà. Cái này còn đẹp ác nữa nè mấy chị. Không chết đâu.
này muốn chết thiệt luôn á. Trời ơi, 105.000 một set. Trời ơi mấy chị ơi, cái nô giùm em, cái nô giùm em nè mấy chị. Bữa nay về bảng màu mới nha, bữa nay về cho mấy chị cái này là bảng màu mới nha. Đợt trước á em về cái bảng màu cũ mấy chị, nói chung là về ba lô mỗi lô là một đợt màu nha. Về ba lô mỗi lô là một đợt màu giùm em nha. Và em nói thật sự luôn là lô nào lô mỗi lô nó có một cái đẹp riêng của mỗi lô luôn mọi người ơi nha. Mỗi lô nó thật sự là có một nét đẹp riêng của nó luôn mấy chị nè. Lô này về là hàng màu rồi mấy chị, xinh lắm luôn. 5 set hả? Anh Thạnh với Nhon nè. Quá xịn luôn quá trời cái lô này á. Còn áo khoác không chị? Hết rồi em ơi, áo khoác đi hết rồi. Còn có mẫu nữa à. Sỉ mẫu này 93.000 lẻ là 105 cho em. Màu hồng nè. Cái này hồng trắng nè. Cái đó hồng nu nha, còn này hồng trắng nè. Dây da một ri nè. Ê ê, đưa đây, đây đưa lại cái set đó cho em đi. Nhăn nhăn không? Áo khoác còn màu gì vậy chị? Còn đầm không chị? Đầm còn bà ơi, đầm chưa có like mẫu nào luôn á. Đầm chỉ còn 3 mẫu đầm luôn á trời. Nhìn da lên màu mấy chị ơi. Lên màu giùm em đi. Cái set nơ rồi mấy chị. Ồ nó đẹp xỉu cho em luôn á, đẹp xỉu cho em luôn á. 105.000 nha. Chân váy đằng sau lưng là lưng chun. Đằng trước giùm em là lưng bạn, hàng là hàng dập ly. Có lót quần bên trong nha. Kèm giùm em mấy chị ơi, thêm một cái áo nơ hơi bị hot luôn. Áo nơ giùm em đợt này mới thật sự về màu rất là sang, rất là xịn, rất là mịn giùm em mấy chị ơi, sang xịn mịn luôn nha. Rồi một cái áo nơ to tụi mẹ, thấy chưa? Cái nơ to tụi mẹ chất lượng luôn. Ừ được, đợt này không có về ngố mới, ngố đợt này về giá cao nó chị không có nhập. Để lô, để có con lô ngố rẻ em mới lấy mấy giờ ơi. Ngố mà lên hàng 90.000 em không dám lấy luôn. Lấy rồi em về em để sỉ nhiêu trời, em biết luôn mọi người. Khó bán quá trời nên không có lấy lô luôn ngố mới này. Để đợt giá rẻ đi để em về em lấy với bà nha. Rồi đây. Áo kèm chân váy cho em luôn, nguyên một set nha, có mút ngực bên trong. Em có màu hồng. Cái viền nó màu gì nè mọi người, là cái chân váy nó sẽ cái màu đỏ giùm em nha. Ví dụ như là áo đen là chân váy trắng. Áo nu là chân váy kem. Đây, áo đỏ chân váy đen siêu phẩm luôn. Áo đỏ chân váy đen nha. Rồi cái này màu kem chân váy nu nè, thấy không? Nãy nu chân váy kem này, kem chân váy nu. Hồng chân váy trắng. Rồi ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5 màu. Rồi bây giờ em sẽ lên màu cho bà chế cái set này nha. Cái này mặc sang lắm, mấy bà có cần em lên form không? Dạ đây em lên đi mấy bà. Cái này mấy chị chốt em là màu nút nha. Mấy chị chốt em cái này màu nút nè. Khóc vậy. Chốt em cái này màu nút nè. Đẹp quá à. Sang quá trời luôn. Màu nâu kèm chân váy nha. Màu nâu. Màu hồng. Trời 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 trời. Màu hồng. Màu đỏ. Set này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái set nơ này nhà em là thôi nó thần thánh, em khỏi phải nói luôn á mọi người. Đây nè. Set này bận đi tiệc được không chị? Em mặc em đi sự kiện quá không ai nói gì em, nó bé đi qua em bận đi ngủ không ai nói gì hết trơn á. Xe này mặc sang lắm, đợi chút xíu mặc lên cho coi mấy bà. Đợi chút xíu mặc lên cho bà coi nha. Rồi ok. Màu đỏ chân với đen này có một set một à. Thôi lên áo hồng chân với nu đi nha.
Em đang mang là sơ mi. Em đang mang là sơ mi 55 ngàn. Sơ mi 55 ngàn. Ôi, set này đẹp quá mấy chị. Set màu, set nhiêu vậy? Set 105 ngàn dùm chế nha Vani ơi, set này đẹp lắm nè. Rồi Thanh ơi, kéo lên trang coi. Áo này có con ri nè. Trời, nó sẽ đẹp lắm mấy bà chế ơi. Trời ơi, nó thiệt sự luôn á. Lên cái set muốn đỉnh cao dễ sợ luôn á mấy bà ơi. Một cái chân váy rồi, cái áo giùm em nè mấy chị nè. Cái chân váy là chân váy dập ly nha. Mấy bà gã mặc giống như kiểu như là áo dài cách tân mà nó cải biến vậy á. Ở dưới ghế có màu gì, màu hồng vậy chị? Rồi bây giờ một làn. À cái set đó là set set vải set này. Cho em coi bộ đen đằng sau đi chị. Mỹ Nguyễn chỉ còn có bộ à gái ơi. 109 ngàn, hàng thể thao nha. Hàng thể thao, quần thêu luôn, quần có túi giùm chế luôn. Hàng thể thao nha, hàng hơi bị đẹp luôn, có bộ màu và hết luôn rồi đó. Set đỏ. Set đỏ sao bự không chị? Set đỏ đằng sau là khoảng chừng 55-58 cái mặt ok nha Thảo Nguyễn ơi. Rồi đây mấy chị ơi, set này là set vải vải gì, vải gắm. Ủa trả lời kìa. Set vải gắm cho em nha. Đây nè, 145 ngàn set vải gắm mấy chị. 145 hàng gắm. Rồi em là set em đang mang nha mọi người nha. Set đang mang em còn mấy set thôi à. Cái này gọi cho con cái đội này đổ ngồi. Sếp chị bận à, sếp chị bận 58 cái trở lại mặt đẹp nha. Rồi em lên màu lần nữa nè mấy chị ơi. Sếp năm em lên màu lần nữa rồi em qua mẫu cho nha. Màu hồng giùm em. Sếp đằng sau lưng là 99 ngàn. Sếp gắm em vừa hồng. Sếp gắm nó tầm 58 kg em. Rồi lên màu giùm em. Đẹp lắm nè mấy chị á. Màu đỏ nè, ai lấy đỏ chút đỏ giùm em nha. Sếp đang mang mấy chị ơi, 99 ngàn. 105 ngàn sếp đang mang nha mọi người. Sếp đang mang là 105. Cái này mặc dễ thương lắm mấy chị ơi. Cái nơ nó bự cho bá luôn. Em thiệt luôn, cầm cái nơ là đủ tiền mấy chị. Cầm cái nơ là đủ tiền giùm em luôn. Rồi màu nu nè. Ai lấy màu nu chút màu nu. Màu nu giùm em. Áo đen chân váy trắng nè mấy chế. Mẹ em thử em còn có con set rồi mấy chế ơi, nên là em like nhanh nha mọi người nha, rồi em qua mẫu luôn. Cũng còn nhiều ít, còn cũng còn nhiều mẫu lắm luôn á. Hôm nay like là đắm đuối cuộc tình nè.